Mau tránh đường, mau tránh đường, cô gái này sắp đẻ rồi. Trong phòng mổ các bác sĩ bận rộn hỗ trợ ca đẻ. Còn Haji dùng hết sức bình sinh để dặn, cô hét lên một tiếng dài, đứa bé đã ra rồi. Nhưng khi về nhà Haji mong chờ được bế con, thì mẹ cô lại đưa ra một chú cún, khiến Haji sợ hãi hét lên, cô giật mình tỉnh dậy trên xe buýt. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ. Haji năm nay đã 33 tuổi rồi nhưng vẫn chưa có một mối tình vắt vai. Vì dạo gần đây kinh nguyệt của cô không đều, có khi còn đau bụng đến ngất, nên phải đến khám bác sĩ để lấy thuốc giảm đau. Người ta đã ế rồi, còn gặp bà bác sĩ vô duyên, hỏi sao giờ vẫn chưa lấy chồng. Thế nhưng đối với Haji, cô không muốn có chồng chỉ muốn có con, thế nên cô định sẽ chữa đông trứng của bản thân. Để trứng luôn khỏe, khi nào gặp được đối tượng phù hợp sẽ cho nó thụ thai, để đứa con khỏe mạnh mà không cần lo sợ tuổi tác. Sau khi ra khỏi phòng khám, Haji đi ngang qua một người đàn ông lịch lãm, cô chỉ dám nhìn lén người ta, nhưng không ngờ anh ta gọi cô lại, khiến Harry mừng thầm trong lòng. Mà không biết thằng cha trước mặt là biến thái, đợi con mồi quay mặt chính diện với hắn, hắn ta liền vạch áo để lộ ra thứ mấy thằng biến thái thích khoe. Khiến Haji sợ hãi hét toáng lên, cô ném sẻng về phía hắn, đang nhảy thì đạp trúng cáng sẻng, thế là xong đời hai hòn trứng cút, khiến tên biến thái đau như muốn đẻ đến nơi. Nữ chính lập tức gọi người vây bắt, sau đó cô trở về văn phòng làm việc. Cô làm biên tập cho tờ báo chuyên đưa tin về em bé. Haji thích những đứa trẻ, đến nỗi cô có thể nắm được lịch trình sinh hoạt tự nhiên của chúng, ngày ăn 1 tiếng, chơi 2 tiếng, ngủ 2 tiếng. Đừng làm những điều lệch với khoảng thời gian này thì đứa bé sẽ không khóc. Đồng nghiệp ở bên cũng tán thưởng tài quan sát của cô, nhưng cũng không quên nhắc nhở cô hãy mau lấy chồng sinh con, vì độ tuổi này đã không còn trẻ nữa rồi. Ở công ty này cũng vui, Haji có một cậu đồng nghiệp nhỏ tuổi luôn gọi cô là dì. Xui thay hôm nay lại là ngày kinh nguyệt đầu tiên trong tháng, khiến bụng Haji quằn quại đau đớn, đang ở nơi đông người nên cô cố gắng giấu, nhưng cậu đồng nghiệp bên cạnh chẳng kiêng dè gì mà hét lớn. Mọi người mau tránh đường, nhường thang máy cho chúng tôi, ở đây có người đang đến tháng, khiến Harry chỉ muốn đào cái lỗ chui đầu xuống cho bớt nhục. Hét to chưa đủ cậu ta còn nói liên hồi, khiến Haji phải úp mặt vào tường, còn những người trong thang máy cũng tưởng người đến tháng là cậu ta không chứ. Thang máy vừa mở, Harry lập tức chạy tốc biến ra ngoài, trở lại văn phòng làm việc. Cô đọc được bản thảo của tờ báo cho trẻ sơ sinh, nhưng lại chèn thêm quảng cáo thuốc đông y, khiến cô vô cùng khó chịu. Lập tức đem tờ báo đến hỏi phó giám đốc, ông ta nói tất cả đều là vì kinh phí nên mới chèn quảng cáo, và giám đốc là người ra quyết định, thế nên không thể bỏ quảng cáo ra được. Harry không chịu thua, cô vào phòng giám đốc nằm vạ trên ghế sofa, đến khi ông ta chịu bỏ quảng cáo ra khỏi tờ báo mới thôi. Cô cứng đầu làm vậy là vì không muốn tờ báo của mình xuất hiện những loại thuốc đông y được quảng cáo rầm rộ mà không biết kết quả sẽ ra sao, lỡ ảnh hưởng đến khán giả của cô khi mua thì biết làm thế nào. Dồn hết tâm sức cho nghề là vậy, nhưng khi tờ báo được đăng lên, cô lại nhận về những bình luận trái chiều của các bà mẹ, vì họ biết được biên tập của tờ báo này vốn chưa hề có con, nhưng lại dạy những cách để chăm sóc trẻ nhỏ, quả thật không hợp lý chút nào. Đọc những điều này khiến Harry vô cùng buồn, cô ngồi tán gẫu cùng đồng nghiệp. Đã buồn rồi họ còn hỏi cô sao không kết hôn. Haji cũng kể lại mối tình đầu của mình. Cô đã yêu người đó trong 3 giây đầu tiên vì thấy anh ta khóc. Nước mắt của đàn ông thật sự rất vi diệu, khiến trái tim Haji dạo rực. Nhưng cô nào biết trước lúc đó người đàn ông tên Y Sang ấy đã nhỏ nước mắt vào mắt mình. Câu chuyện cắt ngang tại đây, hiện giờ Harry không muốn có chồng. Cô chỉ mong ngóng một đứa con mà thôi. Khi trở về nhà cô bị dọa cho sợ hãi, bởi căn nhà vốn ở một mình, nay lại vang lên tiếng loẹt xoẹt của dao dọc giấy, khiến thần kinh Harry căng tột độ. Cô rón rén đi xuống lầu xem kẻ đó là ai, thì một người đàn ông đeo kính quay lại nhìn cô. Anh nói mẹ cô là người đồng ý cho mình thuê căn nhà này, nhưng Harry nhất quyết không cho ở. Vì người đàn ông trước mặt chính là bạn thân của cô, tên Chê Rong, năm xưa vì tình yêu mà đã từ mặt bạn, nay bị vợ bỏ lại chạy về đây nương nhờ nhà Harry. Hai chữ bạn thân đã đi vào dĩ vãng rồi, nhưng khi nghe anh ta nói còn đem theo em bé tới, Harry vốn thích trẻ nhỏ nên lập tức chạy vào phòng xem. Nhìn đứa bé, cô cười không ngậm được miệng với bản năng nghề nghiệp của mình. Cô biết bé đã 8 tháng tuổi và trách Chê Rong không tắm rửa cho con sạch sẽ, phải đổi sang bình bú lớn hơn. Cô bế bé con lên rồi đuổi bố nó ra khỏi nhà. Chê Rong dọa báo cảnh sát thì cô mới chịu trả con lại cho anh, nhưng chỉ cho anh ở lại một ngày. Sau đó để bé con lại cho cô chăm, chứ cô nhất quyết không ở chung với thằng bạn thân mê gái bỏ bạn. Hôm nay lên công ty, Haji phải thực hiện một dự án mới, nhưng cấp trên yêu cầu cô phải đích thân trải nghiệm mang thai mới có thể viết ra được những gì chân thực nhất. Hết cách, Harry đành đeo bụng bầu giả, trang điểm hệt như một mẹ bầu để chụp ảnh quảng cáo. Đồng nghiệp phía sau cũng không ngừng khua tay múa chân để chọc cười Haji. Chụp xong ảnh, nữ chính đứng trước gương, khao khát bụng bầu giả có thể biến thành thật biết bao. Đồng nghiệp muốn giúp cô cởi xuống nhưng Harry từ chối, cô muốn mang chiếc bầu giả này đi về để trải nghiệm thêm chân thật nhất. Cô cùng đồng nghiệp đi trung tâm mua sắm, tiếp tục kể về mối tình đầu điên khùng của mình. Lúc đó là trưởng phòng giới thiệu cho cô người nhiếp ảnh gia tên Y Sang. Vừa nhìn Harry liền có cảm tình, nhưng khi anh ta quay đầu lại nhìn cô lại ngại ngùng quay đi. Trưởng phòng chạy đến muốn làm bà mai, nhưng Y Sang lại bảo mình theo chủ nghĩa độc thân, anh không cần gia đình kết hôn sinh con gì cả. Còn Harry đã hạ quyết tâm sẽ tán đổ người này. Đồng nghiệp ở bên cạnh cũng dạy cô chiêu, khi đứng cạnh đàn ông hãy chào hỏi tươi cười và vuốt ve tay anh ta, tỷ lệ đổ sẽ cao hơn.
Harry tiếp thu ngay, nhân lúc anh ta ở một mình trên sân thượng, cô đã đi đến đứng cùng, nhưng Y Sang lại cố tình giữ khoảng cách. Haji không để ý, cô bắt đầu chủ động nói chuyện với anh, còn không quên sờ vào cánh tay anh, biểu thị sự gần gũi. Nhưng điều này lại khiến Y Sang rất chê, anh ta nói thẳng sẽ không có kết quả đâu, trong ánh mắt cô đầy dục vọng kìa. Tôi khuyên cô nếu thấy cô đơn quá thì hãy nuôi một con chó. Điều này khiến cho ấn tượng ban đầu của Haji với anh ta vốn tốt đẹp nay đã sụp đổ hết. Cô cảm thấy tên này chẳng khác nào kẻ điên. Ba chị em đồng nghiệp vẫn đang mải mê nói xấu Y Sang thì anh ta xuất hiện ngay trước mặt, hai cô kia lập tức giặt sang một bên. Còn Haji nhớ lại khi trước anh ta từng chê mình cả đời ế, nên giờ đây nhân lúc có cái bụng bầu giả, cô đã kiêu hãnh vạch ra vẻ mặt vô cùng thách thức. Thế nhưng Y Sang lại đi xuyên qua cô, đến nhìn tấm poster trước mặt, khiến Haji nhục nhã ôm bụng chạy đi. Lúc này cơn đau bụng kinh lại đến, nên cô bảo đồng nghiệp hãy đi về trước, còn mình vào nhà vệ sinh xử lý. Cô lấy thuốc ra uống để giảm đau nhưng vô tình làm rơi lọ thuốc xuống gầm ghế. Cô cúi xuống thò tay vào lấy không được, khi đứng lên lại bị đứa bé đổ nước vào người. Hai bà cô đi qua thấy nữ chính bụng đã to, quần còn dính nước, liền nghĩ cô chảy nước ối sắp đẻ rồi, liền hoảng hốt la toáng lên, muốn đưa cô đi cấp cứu. Harry phẩy tay từ chối, thì các bà lại tưởng cô sinh đứa thứ hai, phẩy tay lần nữa lại nghĩ cô sinh đứa thứ ba. Hai bà cô cũng nhiệt tình lập tức đỡ nữ chính đi đẻ. Haji rất muốn giải thích, nhưng cô không thể nào chen nổi mồm của hai bà thím. Cứ thế bị họ lôi ra bãi để xe. Y Sang thấy tình hình nguy cấp, cũng tưởng nữ chính sắp đẻ, nên bế bổng cô lên xe. Đưa đi cấp cứu, Haji đau bụng quằn quại. Cuộc đời cô tại sao toàn gặp những người nhiệt tình, cộng ngu dốt thế này chứ? Nhìn khuôn mặt đau đớn của Haji, Y Sang càng đạp ga phóng xe đi thật nhanh. Đến bệnh viện, anh ta trực tiếp bế cô vào trong. Harry bất lực túm lấy tóc anh ta, nói mình không phải bị vậy, nhưng nhìn sao cũng giống cảnh tượng, một cặp vợ chồng dẫn nhau đi đẻ. Khi bác sĩ chạy đến muốn khám cái thai, Harry lo sợ cái bầu giả khiến cô nhục chết, nên đã lập tức từ chối. Bác sĩ vẫn cứng đầu đặt ống nghe lên bụng nữ chính, thì hốt hoảng khi thấy đứa bé không còn nhịp tim nữa. Nhân lúc bác sĩ không để ý, Haji lập tức bỏ chạy, nhưng vì bụng quá đau cô không chịu nổi nữa mà ngất đi khi Harry tỉnh dậy. Bác sĩ cho cô biết cơn đau bụng không phải do kinh nguyệt mà là do tử cung của cô, thế nên phải làm phẫu thuật, nhưng để làm được phẫu thuật thì phải cắt bỏ buồng trứng, cũng tức là cô không thể mang thai nữa. Haji muốn gửi trứng của mình đi đông lạnh trước, nhưng bác sĩ bảo trứng phải được đem đi đông lạnh trước tuổi 30. Giờ cô đã 39, quá muộn để làm điều đó rồi, còn nếu giờ cô muốn thụ thai tự nhiên thì lệ đậu chỉ có 7%. Tin này như một cú sốc lớn với Harry. Vì ước mơ có con là mục đích sống của cô ấy, giờ không thể có con rồi phải làm sao đây? Harry chán đời đi về nhà, ngay từ khi còn là một đứa bé cô đã mơ ước được làm mẹ. Sao cuộc đời lại tàn nhẫn thế chứ? Cô đau buồn đến nỗi mất phương hướng nhìn Y Sang đứng trước mặt, liền hỏi anh ta có muốn kết hôn với mình không? Khiến Y Sang trực tiếp đơ người luôn, quá đột ngột mà. Nhưng giây sau Haji đã quên mất mình vừa nói gì. Cô bối rối lấy lại đồ bầu giả rồi đi về. Ở nhà mẹ Haji đang giúp Chê Rong sửa bóng đèn, tiện thể dụ dỗ anh làm con rể mình. Haji chưa chồng nhưng nó thích con nít lắm. Thế nên bà có lòng tin, con gái mình sẽ trở thành một bà mẹ kế tốt. Haji đã trở về nhà, cô mặc đồ bầu giả nằm dưới sàn. Chê Rong đưa cho cô thiệp mời cưới của họ hàng, rồi đứng đó nghe cô than thở. Harry cảm thấy bản thân mình quá chậm trễ. Đáng lẽ nên cố gắng có chồng vào năm 20, nếu như vậy thì đến 30 cô đã có thể trở thành mẹ rồi. Một người ế lâu năm, một người bị vợ bỏ không biết chăm con. Cứ thế ngồi tâm sự với nhau, hôm sau Harry phải trở về văn phòng tiếp tục công việc, thì giật mình khi Y Sang đứng phía sau, từ giờ anh sẽ là nhiếp ảnh gia cho phòng chụp ảnh này. Thấy anh ta bắt đầu làm thân và thả tim ảnh mình trên mạng, Harry lập tức hẹn gặp riêng cô hỏi về lịch trình làm việc tại studio của Y Sang để biết mà né mặt anh ra. Nhưng Y Sang lại nhắc lại chuyện trước kia, cô bị anh từ chối liền lấy bia giải sầu, uống đến sau mè ngồi dựa vào cầu thang, gặp anh đi qua liền kéo áo ăn vạ. Khi đó cô khẳng định Y Sang đã phải lòng mình mất rồi, giờ nhớ lại đúng là nhục nhã thật. Harry đề nghị muốn làm chung yên ổn trong một công ty thì họ phải né mặt nhau ra. Y Sang không nói gì mà chỉ cười ngây ngốc, Harry cũng chẳng quan tâm, đặt lại tiền phần nước của mình rồi bỏ về trước. Thế nhưng ông trời đúng là thích trêu người. Harry trở về phòng mới biết nhiếp ảnh gia mà mình hợp tác vẫn chưa đến. Trưởng phòng Kim đề nghị cô hãy nhờ và Y Sang chụp ảnh giúp, hết cách Harry đành thử nhờ Y Sang. Nhưng anh làm giá, nhắc lại chuyện cô đã đề nghị hai người không nên làm chung với nhau mà. Harry cũng không muốn năn nỉ nhiều với người bất lịch sự. Nói chuyện mà quay lưng lại với mình này, người mẫu nhỏ và nhãn hàng đã đến. Harry cố nói chuyện với người của nhãn hàng về sản phẩm quảng cáo lần này để kéo dài thêm thời gian. Chỉ còn 10 phút nữa thôi là concept bắt đầu. Haji và trưởng phòng Kim cuống cuồng lắp ghép, tự tay chuẩn bị mọi thứ, nhưng nhiếp ảnh gia vẫn chưa đến. Trưởng phòng chợt nhớ ra mình còn phải làm một dự án khác nên bỏ Haji lại một mình lo liệu, khiến cô cuống cuồng hết cả lên. Y Sang thấy vậy thì chủ động đề nghị sẽ giúp. Haji bị làm cho bất ngờ, anh chụp ảnh còn cô ở sau làm trò hề cho người mẫu nhí cười. Buổi chụp cuối cùng cũng diễn ra thành công tốt đẹp. Nhưng không vì thế mà mối quan hệ của hai người này kéo gần lại với nhau. Thấy Harry phải xách một đống đồ nặng trịch, trưởng phòng Kim liền cố ý nói Y Sang cùng đường nên sẽ đưa cô về, nhưng anh lập tức từ chối ngay. Harry cũng chứng tỏ bản thân mình lực điền không cần ai giúp đỡ.
cô một mình xách hết túi đồ ra vỉa hè bắt xe, nhưng không thấy bóng dáng cái taxi nào. Vừa nãy Y Sang còn giả bộ thờ ơ, nhưng giờ đã lái xe xuất hiện trước mặt gọi cô lên. Hiểu rõ được quy luật cái tôi càng cao thì bản thân sẽ càng thiệt, nên Haji đã bỏ qua lòng tự trọng mà lập tức lên xe đi ké. Đến nơi cô cũng lịch sự cảm ơn Y Sang rồi mới đi vào giao đồ cho khách, nhưng thật bất ngờ khi đi ra vẫn thấy xe anh đậu ở đó chờ mình. Cô đi đám cưới mà đúng không? Cùng đường nên hãy cùng đi đi. Haji đơ người khó hiểu, sao hôm nay tên dở này đột nhiên tốt tình thế? Nhưng sợ Y Sang sẽ đổi ý nên cô lập tức lên xe ngay. Harry nói hôm nay là ngày vui của em họ mình, vậy nên để cảm ơn anh đã chở cô đến đây, cô đã mời anh vào ăn cùng. Y Sang từ chối, nhưng Haji lại nói có món cua tuyết khiến anh phải suy nghĩ. Harry đã chạy vào gặp cô dâu. Vì là người em họ thân thiết, nên nữ chính hứa sẽ tặng cho em một món quà rất đặc biệt. Hôn lễ đã bắt đầu, nhìn cô dâu chú rể hạnh phúc trên khán đài. Harry vừa vui vừa run cầm cập, mẹ thấy vậy nên hỏi con có phải cô dâu đâu mà run, nhưng không ngờ đứa con gái này của bà lại đứng dậy. Đi lên hát tặng một bài cho em họ, nhạc lên đèn cũng nhấp nháy nhộn nhịp, Haji bắt đầu thể hiện giọng hát vàng của mình. Cô dâu cảm động phát khóc, khán giả bên dưới cũng được khuấy động tâm trạng, riêng bà mẹ thì chê vô cùng, sao mày hát dở mà cũng bày đặt lên nữa con. Harry cũng mặc kệ những ai đang nhìn mình, cô cứ vậy tràn đầy năng lượng tích cực mà nhảy nhót hát hò. Y Sang cũng bước vào buổi hôn lễ. Nhìn Harry tràn đầy năng lượng trên khán đài, anh bất giác mỉm cười vỗ tay theo nhịp, chính sự đáng yêu năng nổ của cô. Khiến những anh chàng độc thân trong buổi hôn lễ lần lượt tìm đến bắt chuyện, nhưng nhìn thấy Y Sang ở phía sau cô, họ liền biết ý mà rời đi. Harry không hiểu vì sao. Cho đến khi cô quay đầu lại, mới bất ngờ vì sự xuất hiện của Y Sang. Sao anh lại ở đây? Y Sang liền xòe tay ra đòi giấy mời đặc biệt để được ăn cua tuyết. Harry cũng rất chi là vui vẻ đưa cho anh. Cô trở về bàn ăn với mẹ, đối diện là bàn của gia đình nhà dì. Bà dì cũng ít có vô duyên lắm, nói Haji kiếm được tiền thì hãy cứ ở không vậy cho thoải mái, ra thì vào viện dưỡng lão. Nhưng cô không để ý, nói gì có mối thì cứ giới thiệu cho cháu. Mẹ không muốn con gái quá vội vàng nên khuyên cô, cứ từ từ. Còn rất nhiều người ở tuổi của con mới bắt đầu kết hôn, rồi họ vẫn sẽ hạnh phúc thôi. Bà cũng không quên cơ hội nhắc đến chê dòng. Người giờ này vẫn còn nằm ngủ nướng chảy thây ở nhà. Haji muốn lập gia đình lắm rồi, nên ngay sau buổi hôn lễ, cô lập tức chạy đi xem mắt. Nhưng không ngờ Y Sang cũng đang hẹn gặp khách hàng ở đây, thấy anh nữ chính lập tức quay đầu chuồn về, nhưng đã bị đối tượng xem mắt phát hiện gọi lại. Cô không còn cách nào khác đành phải vào trong, Y Sang cũng rất muốn hóng chuyện nên đã ngồi lì ở đó lắng nghe, vì vậy Haji vô cùng ngại ngùng. Vừa cười gượng với đối tượng xem mắt đã từng ly hôn, vừa quay đầu xem Y Sang có nghe thấy không, mâu thuẫn rất nhanh xảy ra. Người đàn ông muốn yêu đương từ từ, còn Haji lại muốn nếu kết hôn thì phải có con, anh ta nghe vậy liền nói đến 60 tuổi họ có con cũng được mà, khiến Harry vô cùng tức giận. Lúc đó không chỉ ảnh hưởng đến người mẹ mà còn ảnh hưởng đến đứa con trong bụng nữa, thế là cuộc xem mắt kết thúc trong sự thất bại. Haji đi về thì gặp mưa, tưởng hôm nay xui xẻo sẽ bị ướt hết thì Y Sang cầm ô chạy đến, vốn sẽ có cảnh tượng rất lãng mạn. Nhưng trong lòng Harry đang buồn bực còn vẻ mặt của Y Sang lại cứ cười cợt như kiểu vừa xem được trò vui của cô, khiến cô tức giận quát lên với anh. Cái đồ vô duyên này, nét mặt người ta từ lúc nhỏ đến lớn cứ cười cười khùng khùng thế, chứ đâu có ý gì đâu. Harry bỏ đi Y Sang chẳng hiểu gì vẫn cầm ô chạy theo vì sợ cô ướt. Vừa chạy vừa vỗ vai an ủi, không biết dùng lực kiểu gì mà kéo rách luôn tay áo con gái nhà người ta. Đúng lúc này Chê Dong đi mua đồ cho con về bắt gặp, tưởng nhỏ bạn thân bị bắt nạt nên anh lập tức lao đến đá Y Sang một cú. Nhìn thấy vết rách trên tay Harry, Chê Dong quyết định chơi khô máu với thằng này, khiến Harry phải nhảy vào can ngăn, cứ thế ba người vờn nhau trong mưa. Dùng nắm đấm đâu không thấy, chỉ thấy hai người đàn ông liên tục vờn võ mèo rồi túm tóc, cắn vào ngực nhau. Khiến Harry chán chẳng buồn nói, lại phải nhảy vào can, thành ra ba người nắm tay nhau thành một vòng tròn, rung răng rung rẻ trong mưa. Ai nhìn vô còn tưởng cặp vợ chồng hạnh phúc, cùng cô con gái đang nhảy múa dưới cơn mưa xuân, cuối cùng cũng giải quyết được hiểu lầm. Ba người cùng ngồi uống rượu bên quán ven đường, giới thiệu về thân phận tên tuổi của nhau, Chê Dong hỏi Harry đi xem mắt lại bị người ta từ chối nữa à? Khiến cô vô cùng bực bội, Y Sang ngồi bên cạnh giải thích thay, cô ấy không phải bị từ chối, chỉ là hai người họ cảm thấy không hợp nhau mà thôi. Nghe đến hai từ không hợp, Harry lại nhớ về mối tình thời trung học của mình, chỉ vì hai chữ không hợp mà bạn trai ném hoa vào mặt. Phũ phàng chia tay với cô, Y Sang cũng kể về mối tình mệt mỏi của mình với cô bạn gái cũ, yêu mà khiến bản thân mệt mỏi thì cũng nên buông bỏ. Trong tình yêu người thảm nhất phải là Chê Dong, tưởng tìm được chân ái, ai ngờ có con xong cô ta liền đề nghị ly hôn, cứ thế cả ba con người có chung một số phận. Bị tình yêu phũ phàng, liền ngồi tâm sự với nhau, qua ngày hôm sau Haji đến thăm bạn thân, bằng tuổi nhau mà bạn đã có hai đứa con lớn khiến cô vô cùng ghen tị. Nhưng Bona lại phát dầu vì độ nghịch ngợm của hai đứa trẻ, khuyên Haji nên tận hưởng cuộc sống độc thân nhiều hơn, đừng kết hôn chi cho mệt. Đúng là hai đứa trẻ vô cùng tăng động và phách khắp nhà, nhưng cũng chính tiếng cười của chúng làm cho căn nhà ấm áp hơn, chỉ cần có con. Thì dù chúng nghịch thế nào thì Haji cũng chịu, nhưng cô đâu thể mang thai nữa, càng nghĩ nhiều càng khiến Haji mệt mỏi, biết được tâm tình đó của cô. Chê Dong đã bế con gái sang cho Haji chăm, cô lập tức nhận lấy đứa bé, hóa vai thành một bà mẹ đảm đang. Đang chơi rất vui với con, thì Harry phát hiện ra bé mệt, cô lấy nhiệt kế đo mới biết con bị sốt vô cùng cao, Haji một tay bế con.
một tay gọi điện cho Chê Rong, nhưng anh đang ở tang lễ của sếp, lại còn chạm mặt vợ cũ nên không còn tâm trạng để ý điện thoại. Hết cách, nữ chính đành một mình bế bé đi bệnh viện, cũng may chỉ là cơn sốt bình thường xuất hiện ở những đứa trẻ khi chúng đang mọc răng. Bác sĩ tưởng nhầm Harry là mẹ của đứa trẻ, nhưng cô nói không phải, còn liên mồm chửi Chê Rong là thằng bố vô tâm, khiến bác sĩ càng hiểu nhầm cô đang tức chồng. Vì không cùng mình chăm con, Haji đưa Joan về nhà, cả đêm không dám chợp mắt mà ở bên cạnh bé. Cũng may sáng hôm sau Joan đã trở lại bình thường, vui vẻ chơi đùa. Harry cũng vô cùng mừng, đôi mắt cô tràn đầy hạnh phúc nhìn bé con trước mặt. Haji đã đưa ra quyết định cho mình. Cô đến tìm bác sĩ, nói rằng bản thân sẽ sinh con trước rồi phẫu thuật sau, dù có là 7% cũng tức là đã có cơ hội. Suốt 10 năm qua cô đã vùi đầu cho công việc, thế nên bây giờ đã đến lúc sinh con và tận hưởng cuộc sống rồi. Harry quyết định nghỉ làm một ngày dẫn mẹ cùng đi mua sắm. Hai mẹ con tung tăng xách một đống đồ đi trên phố, tình thương mến thương đến nỗi, thấy vũng nước trước mặt và chiếc xe đang chạy đến. Bà mẹ lập tức nấp sau lưng con gái, để cô tránh nước cho mình. Sáng đi chơi cùng mẹ rồi, tối phải về nhậu cùng hai đứa bạn thân. Năm xưa Chê Rong bỏ cuộc chơi theo vợ, nên bây giờ Bona vẫn chưa thể tha thứ cho thằng bạn đần độn này. Ngồi gần nhau mà hai người liên tục cà khịa như chó với mèo, người muốn đặt gà rán, người lại thích ăn chân giò, không ai chịu nhường ai. Harry đập bàn ngăn cuộc cãi vã, vì bữa tiệc hôm nay cô có một điều quan trọng cần thông báo, đó là bản thân sẽ không bao giờ kết hôn. Hai đứa bạn thân ngồi hai bên, đứa thì bật cười, đứa thì cà khịa, cô muốn kết hôn cũng không được đâu. Nhớ lại trước đây Harry từng được trưởng phòng theo đuổi, anh đẹp trai bữa đó mời cô đi xem phim. Nhưng Harry lại nói mình bận chạy deadline nên từ chối thẳng, giờ nghĩ lại thì ế cũng là do thực lực đó chứ. Ngày hôm sau, Harry bắt đầu đi thư viện tìm hiểu các phương thức để có thể mang thai mà không cần cưới chồng. Cuối cùng cô chốt sẽ thụ tinh nhân tạo, sau đó liền đến gặp bác sĩ nói ra mong muốn của mình. Nhưng nào ngờ bác sĩ lại bảo, ở Hàn Quốc phụ nữ chưa kết hôn thì sẽ không được nhận tinh trùng dự trữ, hoặc là cô phải quen biết một người đàn ông. Sau đó đề nghị anh ta hiến tặng tinh trùng cho mình, không thì chơi cuộc tình một đêm. Bà bác sĩ này đúng là đáo để thật, chẳng lẽ hết cách thật rồi sao? Đang sầu đời thì hôm sau lên công ty lại gặp phải bà trưởng phòng khó tính. Bà ta một tổ chức một cuộc phỏng vấn thực tế về cách chăm con của các ông bố độc thân. Đồng nghiệp liền giới thiệu ngay anh bạn thuê nhà của Harry vì nghĩ anh ta sẽ có nhiều cách chăm con. Nhưng đâu ngờ ông bố này thay vì cho con ăn bột, lại lấy khoai tây chiên chấm ớt đưa cho con ăn. Vậy mà bà trưởng phòng cũng chốt chọn người này. Chê Rong chưa biết gì vẫn còn vui vẻ đưa con đi siêu thị thì phát hiện ra Jonah đã ị ra bỉm. Anh vội vàng bế con đi tìm chỗ thay, phòng vệ sinh nam không được. Nơi thay bỉm cho trẻ cũng đông kín người, hết cách anh chỉ đành bế con ra khỏi siêu thị, đặt bé trên bìa cát tông mà thay tạm. Thì gặp hai bà cô nhiệt tình hôm bữa đã đưa Harry đến bệnh viện, nay nhìn cảnh tượng gà trống nuôi con, lại tưởng nhầm anh là người vô gia cư và đứa bé tội nghiệp nên ở lại cà khịa vài câu. Chê Rong bị body Samsung nên vô cùng buồn, anh nhìn bản thân beta lactic ở trong gương mà càng thêm chán đời, còn Harry ở công ty cũng chẳng khá hơn. Đồng nghiệp nữ là phóng viên Choi với câu cửa miệng luôn hỏi, sao chị chưa lấy chồng? Khiến cô chán mà rời đi luôn, đang bận thì chớ còn gặp tên Y Sang ngáng đường. Harry tránh một hồi xui xẻo bị cửa kính dập ngay vào mặt. Y Sang phát hiện ra cô dính chưởng thì lo lắng hỏi thăm, nhưng Harry từ chối ngay, để xin lỗi Y Sang đã giúp cô bưng đồ. Nhìn anh hành xử như vậy khiến cô rất không quen. Chẳng phải trước kia anh ta luôn tránh mình như tránh tà hay sao? Y Sang nói chán cô sưng lên một cục rồi kìa, khiến nữ chính hốt hoảng chạy lại soi gương. Đúng là sưng thật này, Y Sang vừa bưng hàng vừa cười vào mặt cô. Bên phía khác, thấy phóng viên Choi do đeo giày cao gót mà bị sưng ở chân. Jae-um lập tức chạy đi mua băng cá nhân cho cô, khiến cô hiểu lầm cậu em đồng nghiệp này thích mình. Nhưng thật ra Jae-um chỉ đang làm theo lời dạy của trưởng phòng bán hàng. Ông ta dạy cậu phải biết kéo mối quan hệ với những đồng nghiệp trong công ty, chỉ có thế phòng bán hàng của họ mới được yêu mến hỗ trợ. Tối muộn Harry với chiếc trán bị thương trở về, vừa đi cô vừa cầm điện thoại, nhắn tin với người đàn ông bí ẩn chịu hiến tặng tinh trùng cho mình. Anh ta hẹn gặp ở một quán cà phê. Hôm sau Haji lập tức có mặt tại đó, người hiến tặng này cũng quá là đẹp trai rồi ấy chứ. Anh ta giới thiệu tường tận mọi thứ về mình. Cao 1m8, IQ 148, nhóm máu O, xuất thân từ độ đặc chủng, sức khỏe tốt. Harry đang vô cùng vui mừng thì người đàn ông lại nói phí một con tinh trùng là 10 triệu won, nhưng mang thai tự nhiên mới là cách tốt nhất. Cô cũng là kiểu người anh ta thích, thế nên anh ta sẽ giúp cô hàng đêm. Nghe đến đây, Harry lập tức tụt hứng cho anh ta nết ngay lập tức. Trong lúc hai người giằng co thì cảnh sát ập đến, thì ra kẻ này đã bị theo dõi từ lâu. Nay bị cảnh sát bắt tận mặt đang giao dịch mại dâm, Harry là người giao dịch với anh ta nên cũng bị bế về đồn nốt. Xui thay dưới quán cà phê báo chí đã bao vây liên tục chụp ảnh. Về đồn, Haji giải thích với cảnh sát mình là báo chí và chỉ đang đi phỏng vấn, chứ không hề giao dịch với tội phạm. Nhưng cảnh sát nhất quyết không tin, đúng lúc này Chê Rong đã cạo râu đẹp trai bóng bẩy, đi đến đồn bảo lãnh cho Harry. Mới giúp cô qua được ải này, ra khỏi đồn, Chê Rong chất vấn Harry muốn có con đến nỗi phải đi tìm trai trẻ à, nên cô đành phải nói ra sự thật. Là mình chỉ đang mua tinh trùng của cậu ta thôi, cô không cần kết hôn chỉ cần có thể mang thai và sinh con, điều này chẳng ai chịu hiểu cho cả.
ai cũng chỉ biết khuyên cô nên kết hôn. Haji trở về văn phòng làm việc thì thấy mọi người đang loạn hết lên vì dỗ em bé. Y Sang thấy cô như thấy cứu tinh, lập tức đưa đứa bé đang khóc cho cô bế. Kỳ lạ thay, đứa trẻ trong vòng tay của Harry lập tức ngừng khóc. Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa kính chiếu sáng vào khuôn mặt Harry khiến cho cô bừng sáng, tỏa ra ánh nắng ấm áp như một người mẹ. Ánh nắng ấy cũng chiếu rọi vào lòng Y Sang khiến anh bất giác mỉm cười. Nhờ Harry ở phía sau cổ vũ đám trẻ mà buổi chụp ảnh cũng diễn ra suôn sẻ hơn. Để cảm ơn Y Sang đã dẫn Harry đi ăn, một người vô cùng thích con nít và khao khát được mang thai. Ngồi nói chuyện cùng một người ghét trẻ con, theo chủ nghĩa độc thân, Harry thích trẻ con nhưng không có nghĩa là cô hiền. Ở chung với Chae-jong, anh ta ở bẩn đến nỗi không chịu giặt đồ, nhét hết đồ đạc vào trong váy của cô. Đến khi Harry tắm xong tìm lại chiếc váy để mặc thì thấy nó đã bị dồn một đống đồ bẩn bốc mùi hôi thối, biết ngay là Chae-jong làm. Cô lập tức xuống nhà cho anh ta một cú đá vào bụng và đạp đầu anh ta vào tường. Đang định dạy cho thằng bạn thân một trận thì mẹ xuất hiện. Chae-jong dọa sẽ nói chuyện cô đi mua tinh trùng cho mẹ nghe, khiến Harry lập tức thay đổi thái độ đối xử dịu dàng với anh. Cục tức này không có chỗ nào để xả thì Jae-um ở công ty cứ liên tục đi theo gọi Harry là gì. Ở trong thang máy, cái mồm của cậu ta cứ nói gì ơi gì à không ngừng. Nhưng vì đông người nên Harry phải nhịn. Đến khi thang máy chỉ còn mỗi hai người, cô lập tức bùng nổ, túm lấy áo Jae-um đẩy vào tường, dùng ánh mắt chết chóc đe dọa cậu ta không được gọi mình là gì ở công ty nữa, khiến Jae-um chết khiếp liên tục gật đầu. Ngày hôm nay của Harry đúng là combo xui xẻo. Khi đi ăn chung với đồng nghiệp, trên TV lại đưa tin tức về một người phụ nữ đi mua tinh trùng của kẻ lừa đảo. Đồng nghiệp lập tức nhận ra Harry, nhưng cô không chịu nhận, nhất quyết chối không phải là mình, rồi mượn cớ mắc ói để rời khỏi bàn ăn. Mẹ ở nhà cũng đã xem được tin tức nên vừa thấy con gái về, bà liền lôi vào nhà đánh cho vài phát. Mày muốn có em bé đến phát điên rồi hả con? Harry cố gắng giải thích với mẹ, mình chỉ muốn sinh con chứ không muốn lấy chồng. Nhưng mẹ cô là một người mẹ đơn thân, bà hiểu rõ một mình nuôi con vô cùng khổ. Hai mẹ con không đồng quan điểm nên xảy ra tranh cãi quyết liệt. Tức giận, mẹ liền đuổi Harry ra khỏi nhà. Cô cũng chẳng thèm xin xỏ mà đi ngay. Harry thẫn thờ đi trên phố, đến nỗi không chú ý xe tải đang dừng phía trước, suýt thì dập đầu. May mà có Y Sang chìa tay ra đỡ. Harry muốn chạy nhưng lại bị vấp ngã, sự nhục nhã khiến cô bật khóc. Lần đầu tiên thấy phụ nữ khóc nên Y Sang không biết dỗ thế nào. Nhớ lại cách Harry từng dỗ em bé nín khóc, anh cũng thực hành theo, vậy mà cũng khiến Harry nín thật. Hai người ngồi trên ghế đá ở công viên tâm sự về cuộc đời. Cô 40, tôi đã 41, thì Chae-jong tìm đến, anh khó tính như một người mẹ. Đang đi tìm con đi chơi tối khuya không chịu về nhà, Haji chỉ biết cùng Chae-jong về nhà. Y Sang thấy vậy cũng chỉ cười trừ. Hôm sau ở công ty, Chae-jong được mời đến chụp ảnh quảng cáo. Harry ngồi bên cạnh liên tục bị đồng nghiệp hỏi, chị là người phụ nữ xuất hiện ở TV đúng không? Sao không tìm bạn trai cho dễ hả chị? Harry không thể chối nên cô chỉ đành nói, mình không hề quen ai là con trai cả. Đúng lúc này cả ba người đàn ông xuất hiện trong một khung hình nhìn Harry, Y Sang, Chae-jong, Jae-um đều rất đẹp trai đó chứ. Chae-jong phát hiện ra ảnh nhìn mờ ám của Harry, lập tức nhắc nhở hai đồng loại ở bên cạnh không được nhìn cô nữa, nếu không Harry sẽ lợi dụng họ để làm điều xấu xa. Nghe vậy Y Sang và Jae-um liền cảm thấy sợ hãi mà rút đi hết, để lại một mình Chae-jong. Ánh nhìn của Harry cũng đổ dồn hết lên người anh khiến anh toát mồ hôi lạnh. Harry bắt đầu tiến gần lại bật chế độ đánh giá. Chae-jong nhìn khờ khờ nhưng thật ra lại rất thông minh, nhưng thân hình lại không đẹp. Quay sang Y Sang, vẻ bề ngoài ổn nhưng đầu óc bên trong có vấn đề, còn Jae-um, Harry chưa biết phán sao cả. Buổi chụp hình kết thúc, cô lập tức đuổi theo ba người khiến cả ba sợ hãi. Harry mở lời mời họ ăn cơm, nhưng trong đầu mỗi người lại tưởng tượng ra cô đang muốn ăn họ. Ba người đàn ông cố gắng viện đủ mọi cớ, nhưng vẫn không thoát được phải đi ăn cùng với Harry. Trên bàn ăn cả ba ngồi túm tụm lại một chỗ, không ai dám ngồi cạnh nữ chính. Harry không quan tâm nhiều, bắt đầu vào chủ đề chính. Cô lấy cớ muốn xây dựng tình bạn tốt đẹp mà hỏi về tình trạng sức khỏe của ba người và gia đình dòng họ của họ. Y Sang và Jae-um thật thà trả lời sức khỏe của mình vô cùng tốt. Chỉ có Chae-jong ngửi được mùi nguy hiểm nên liên tục cà khịa khiến Harry bực tức loại anh. Chae-jong vui sướng khi thoát được kiếp nạn này. Ấy thế mà khi Y Sang hỏi quan hệ giữa anh và Harry, Chae-jong lập tức nắm lấy tay cô và nhìn Y Sang với con mắt thách thức, khiến Harry chỉ muốn leo lên túm lấy đầu anh mà đập cho một trận. Cô muốn cố gắng xây dựng mối quan hệ tình bạn đẹp với ba người. Trở về công ty, bà quản lý lại tìm Haji nói chuyện riêng. Chị quản lý thường ngày nóng tính, giờ đây khi biết được chuyện Harry mua tinh trùng để có con, liền đồng cảm với cô, khuyên cô hãy mạnh mẽ. Thế nhưng những đồng nghiệp khác cùng công ty khi biết chuyện lại nhìn cô với ánh mắt dò xét bàn tán. Người mẹ ở nhà cũng nóng ruột như nửa đốt. Bà không hiểu vì sao con gái lại muốn làm mẹ đơn thân. Bà lo con sẽ cực khổ giống mình, thế nên tối đó đã tìm Chae-jong nói chuyện, hỏi cậu nghĩ sao về con gái mình. Chae-jong biết ý định của mẹ Harry nên anh nói mình và cô chỉ là bạn thân. Harry xinh đẹp tốt bụng, xứng đáng tìm được người tốt hơn, chứ không phải là một ông bố ly hôn vợ còn phải chăm sóc một đứa trẻ. Bên phía khác có vẻ như Y Sang bắt đầu để ý đến Harry. Anh còn chú ý đến việc Chae-jong vô cùng thân thiết với cô. Hôm sau ở chỗ làm, Y Sang cũng lén lút nhìn cô mà mỉm cười khi nghe đồng nghiệp nói về Chae-jong đã ly hôn vợ và còn có một đứa con, hiện đang thuê chung nhà với Harry, thì liền cảm nhận được sự nguy hiểm. Cô đồng nghiệp cũng cười khẩy, thì ra là anh ta ghen rồi. Còn Harry đã mê trẻ con đến nỗi buổi sáng ngồi ăn cơm, cô nhìn Chae-jong cũng thành ra một đứa trẻ.
Bây giờ đi làm nhìn Y Sang đang ngậm kẹo mút, cũng nhìn ra một đứa trẻ. Xong việc ở công ty, Y Sang về nhà ăn cơm với gia đình. Hôm nay cũng là ngày giỗ của bố anh, cũng giống như Harry, Y Sang không cùng quan điểm với gia đình. Họ muốn anh nhanh chóng kết hôn sinh con, còn anh vẫn chưa thoát ra khỏi nỗi đau do người cũ tên In A gây ra, quay trở về với nữ chính. Mục tiêu đầu tiên mà cô nhắm đến là cậu bé Jeum. Trong khi đi lấy đồ dưới kho cùng cậu, Harry bắt đầu bật chế độ đánh giá. Jeum vừa có nhan sắc lại còn có sức khỏe, tuổi lại trẻ, đang nhìn lén thì bị người ta phát hiện. Harry bối rối nói năng lung tung. Cái gì mà tỷ lệ thành công sẽ rất cao, khiến Jeum vô cùng khó hiểu. Hai người đã lấy được đồ cần thiết nên đi thang máy trở về. Ở đây Harry lại nhìn Jeum thành ra một đứa trẻ liên tục gọi cô là gì và còn nói nhiều vô cùng. Mặt khác bên phía Y Sang, anh ăn không ngồi rồi rảnh rỗi, thấy đám trẻ trung học vô ý thức xả rác đầy đường, đã lấy điện thoại ra quay lại mặt từng đứa, khiến chúng túm lại tranh giành điện thoại với anh. Y Sang liền ném chứng cứ cho trưởng phòng Kim, ai ngờ khiến ông ngã chổng vó chật luôn cả khớp tay. Bên phía khác, mẹ Harry vẫn đang bận rộn hỏi người quen, tìm đối tượng phù hợp để mai mối cho con gái. Người mẹ này có tâm đến nỗi đi đến tận nơi để xem mặt từng người. Người thì cho vay tín dụng đã qua một đời vợ, người dạy nhạc trầm tính, người lại là ông chú hói đầu. Đúng như con gái nói, tìm đối tượng phù hợp thật không dễ chút nào. Harry vẫn còn bận rộn ở công ty, quản lý muốn đem đóng sản phẩm tồn kho này tặng đến các trung tâm ở địa phương. Nhưng cấp dưới lại nói ngày mai sẽ không có chuyến xe nào đến đó cả, các đồng nghiệp không ai muốn chở hàng, trưởng phòng Kim lại đang bị gãy tay. Hết cách, Y Sang và Harry đành nhận nhiệm vụ lần này. Mọi người đều vô cùng mong chờ được tặng quà cho các mẹ bỉm sữa ở đây, nhưng không ngờ chỉ có hai người đến. Khi hỏi thì họ tức giận nói, những người khác không muốn lấy quà từ một nhà báo, đi mua tinh trùng của tên lừa đảo. Cô không nghĩ đến việc đứa con đó do cô sinh ra. Không có bố thì nó sẽ buồn như thế nào sao, khiến Harry vô cùng đau lòng, không biết phải trả lời làm sao. Y Sang không nhịn được nữa, anh đứng ra bênh vực Harry, đó là chuyện của cô ấy, các người đừng lấy tiêu chuẩn của xã hội để đánh giá một con người. Và tư cách làm mẹ của cô ấy, sau buổi tặng quà không ai biết Harry đã đi đâu, Y Sang cũng không thể liên lạc với cô ấy. Vậy mà anh vẫn tìm được đến quán ăn lề đường mà cùng cô ngồi uống rượu, anh không giống những người khác, liên tục thúc giục cô kết hôn hay nói việc làm của cô là sai trái. Chỉ đơn giản là uống rượu giải sầu cùng cô, sau đó lại cùng nhau đi bộ, như vậy đúng là giải tỏa tâm trạng vô cùng, Harry cũng bắt đầu khen anh là người tốt. Tâm trạng cô mới dịu xuống một chút, nhưng trở về công ty đã bị lãnh đạo trách mắng. Chuyện cô mua tinh trùng và khiến các bà mẹ khác phản đối đã truyền đến tai lãnh đạo. Họ sẽ họp và đưa ra phương án xử lý đối với cô. Vừa bị chửi xong, Haji lại nhận được điện thoại của y tá, nói mẹ cô đang ở bệnh viện. Harry lập tức chạy đến đó. Ngồi ngoài hành lang chờ mẹ, cô nhớ lại những ngày tháng khi mình còn nhỏ được mẹ chăm sóc. Harry không sợ khổ. Cô chỉ cảm thấy người mẹ thật vĩ đại và được làm mẹ là một điều hạnh phúc. Và điều gần nhất bây giờ chính là chăm sóc lại mẹ mình. Y tá vừa đưa bà ra, Harry đã lập tức chạy đến đỡ mẹ trở về, sau đó cùng ngồi tâm sự với Jeong, nhớ lại lúc nhỏ trong buổi lễ tốt nghiệp cấp 1 của Harry, bố đã cùng cô đến trường. Nhưng giữa đường ông ấy lại mượn máy ảnh của cô rồi đi đâu đó, bỏ lại một mình con gái thơ thẩn ở trường học, nhìn các bạn ai cũng có bố mẹ ở bên cạnh chụp ảnh cho. Harry vô cùng tủi thân ngồi ở bậc thang, khi đó gia đình Jeong đi đến, để cô và Jeong đứng cạnh nhau chụp một tấm hình, thế nhưng Jeong lại cứ chọc cho Harry phải đánh cậu. Những bức ảnh khi xô xát của hai người còn được anh giữ kỹ trong album gia đình. Vì chuyện của Harry làm ảnh hưởng đến uy tín của công ty, nên cô đã bị đình chỉ là một tháng. Quản lý vừa từ chỗ lãnh đạo về báo cho mọi người biết, ai cũng đều bất bình thay Harry, để giả danh Harry đã chơi bắn súng. Y Sang cũng xuất hiện tiêu diệt địch cùng cô, tài bắn súng của anh cũng không phải dạng vừa đâu. Harry bị đình chỉ một tháng, nhưng biết cô vẫn còn yêu nghề, nên Y Sang đã đem cô đến studio chụp ảnh cùng mình. Harry tiếp tục đứng sau chọc cho đứa trẻ cười, nhưng chọc kiểu gì lại khiến Y Sang là người cười trước. Anh chụp được những bức ảnh rất đẹp, khiến Harry cũng phải trầm trồ. Cô đóng dấu lên tay anh xem như đó là sự công nhận tài năng, khiến Y Sang rất vui. Nếu để ý kỹ thì cô ấy cũng khá đáng yêu đó chứ. Ngày hôm sau, Y Sang mong chờ được làm việc cùng Harry, nhưng không ngờ người đến lại là đồng nghiệp của cô, làm cho anh hết cả hồn. Hôm nay Harry không đi làm, cô dành thời gian ở bên mẹ mình nhiều hơn. Lúc hai mẹ con ngồi ăn cùng nhau, Harry đã cho mẹ biết mình bị viêm tử cung phải làm phẫu thuật. Do đó mà lượng trứng cũng sẽ ít hơn, thế nên cô dự định sinh con sau đó sẽ làm phẫu thuật. Dù đã an ủi mẹ sẽ không sao đâu, nhưng bà vẫn vô cùng lo lắng. Trở về nhà, Harry bắt đầu xem xét tỉ mỉ những ứng viên đã lọt vào mắt xanh của cô. Jeong thông minh, Y Sang cao giáo. Nhưng chưa chắc hai người này đã chịu cho cô tinh trùng, chỉ còn Jeum dễ gần phải tấn công cậu ta trước. Thế nên ngay sáng hôm sau, Harry đã lên công ty lén tìm gặp Jeum. Cô dần dần đưa chủ đề hiến tặng tinh trùng vào cuộc nói chuyện với cậu đồng nghiệp. Cậu bé ngây thơ cũng phối hợp trả lời rất tận tâm, mà không biết mình là đối tượng bị nhắm đến. Lúc Harry muốn nói sự thật, thì ông trưởng phòng bán hàng lại đến cắt ngang, nói Jeum chưa nộp báo cáo sức khỏe cho ông ta. Nghe vậy, Harry lập tức muốn đi khám sức khỏe cùng cậu. Mặt khác, Jeong muốn bắt đầu là sự nghiệp bác sĩ của mình nên đã gửi con gái cho nhà trẻ chăm sóc, nhưng anh vừa rồi đi được vài bước đã tưởng tượng ra cảnh con bé khóc lóc mà không nhịn được quay trở lại bên trong lén nhìn con. Thấy cô bé chơi vui vẻ, người làm bố lại cảm thấy tủi thân.
lỡ con không cần mình nữa thì sao? Bị cô giáo phát hiện, anh liền ngại ngùng bỏ chạy. Ra đến công trường anh cũng tự tưởng tượng ra cảnh con gái khóc mà lo lắng khôn nguôi. Đến khi văn phòng hoàn thiện đi vào hoạt động, khi tuyển y tá Chê Rong đã không nhịn được mà đem con đến đây cùng làm việc với mình. Bên phía Hariko đã thực sự đến bệnh viện khám cùng Jeum, hạng mục nào cô cũng muốn cậu bé khám cho tường tận, từ tim gan đến phèo phổi. Nhưng khi phải trích ống tiêm để lấy máu, Jeum đã véo má Haji để cô quên đi nỗi đau ở tay. Nhìn cô ấy dễ thương như vậy, cậu không nhịn được cười. Sau khi cả hai đều đã khám xong, Harry lập tức nói với Jeum, khi nào có kết quả cậu phải bảo với mình. Vì chúng ta vừa là đồng nghiệp vừa là bạn tốt, nên phải biết tình trạng sức khỏe của nhau. Jeum cũng rất vâng lời, ngay khi có kết quả cậu liền chạy đến báo với cô. Đồng thời còn hớn hở cho Haji biết, bác sĩ bảo số lượng tinh trùng của mình nhiều gấp 10 lần người thường. Nghe đến đây Haji vui như tìm được chân lý sống. Cuộc đời cô như được mở sang trang khác, được cứu rồi. Trong lúc cô còn ngập ngừng không biết tìm câu nào để xin cho nó sang chảnh một xíu, thì Jeum đã nói thẳng, anh sẽ chia sẻ một ít với cô. Jeum nói dù chuyện này có hơi kỳ lạ và ngại ngùng, nhưng anh nghĩ chuyện hiến tinh trùng cũng cao cả như hiến máu. Nếu mang lại niềm vui và hạnh phúc cho người khác, thế nhưng hai người sống gần nhau như vậy, nên giải thích cho đứa bé biết về bố nó như thế nào. Hơn nữa, Jeum cũng muốn nói chuyện này cho bố mẹ nghe trước xem ý kiến của họ ra sao đã, khiến Haji có chút lo lắng, mang theo tâm trạng này trở về phòng làm việc, thì lại bị quản lý đuổi về nhà. Nhưng mặt chị dày chị nhất quyết ngồi lì lại, quản lý cũng hết cách, muốn làm sao thì làm. Cô bắt đầu phổ biến kế hoạch tuần tới, đó là phải bay máy bay đến thành phố Mua Ưng để khảo sát tình hình ở đó, sau đó đưa tin quảng bá thành phố ra toàn thế giới. Nhưng phổ biến xong kế hoạch thì không ai muốn đi xa, chỉ có mình Harry là chịu nhận việc. Bên phòng chụp ảnh, trưởng phòng Kim đang bị gãy tay nên không thể đi được, nên đã giao chuyện này lại cho Isang, vì hôm trước anh lỡ say xỉn, bày ra bộ dạng đáng yêu trước mặt Haji, nên bây giờ gặp cô sẽ ngại chết mất. Nhưng trưởng phòng Kim bày ra bộ dạng hờn dỗi cả thế giới, khiến Isang nổi da gà đành nhận việc. Anh ra sân bay ngồi đợi từ trước, thấy Haji đi đến, Isang ngại ngùng vẫy tay chào. Trước khi lên máy bay, cả hai đã ra cửa hàng tạp hóa mua thật nhiều bim bim để ăn. Khi lên máy bay, tay chân Harry run rẩy vì cô mắc chứng sợ độ cao, nhưng khi Isang hỏi thì vẫn mạnh miệng nói mình không sao. Để an ủi cô, Isang đã âm thầm nắm lấy tay Haji. Mặt khác, ở phòng bác sĩ, hai cô đồng nghiệp của Harry đã đến mừng tân gia phòng khám mới của Chê Rong, tiện thể làm phỏng vấn luôn. Khi anh biết Haji đã đi công tác xa cùng Isang thì bắt đầu sốt ruột, lo sợ hai người sẽ xảy ra gì đó. Bên này, máy bay đã ổn định, Harry lập tức rụt tay mình lại, Isang cũng vào nhà vệ sinh sờ lên tay mình, hơi ấm vẫn còn đó. Anh vỗ má để bình tĩnh hơn, hai người xuống máy bay bắt taxi, ngồi trên xe vẫn chưa hết ngại ngùng thì Chê Rong gọi điện đến phá. Chỉ là khi phỏng vấn nên mặc áo bác sĩ hay cởi ra mà anh cũng phải hỏi, chủ yếu là để phá đám hai người kia. Cứ thế Chê Rong liên tục gọi điện, nên đứng hay ngồi, nên cười hay không, khiến hai cô đồng nghiệp lẫn Haji đều phát điên lên. Nữ chính và Isang trải qua 83 kiếp nạn, cuối cùng cũng đến Mua Ưng. Isang bắt đầu trổ tài chụp ảnh của mình, còn Haji đi sát theo sau. Cảnh ở đây đẹp vô cùng, gió mát khí hậu trong lành. Sau khi chụp đủ ảnh rồi, các nhà báo khác đều trở về. Chỉ riêng Isang và Haji là muốn chụp cảnh hoàng hôn trên biển nên nán lại thêm một chút. Cuối cùng nhiếp ảnh gia Isang cũng được như ước nguyện để trả cho cái giá này. Chính là cơn mưa bão khiến vé máy bay và tàu hỏa đặt muộn của hai người bị hủy hết. Hai người ướt sẫm ngồi co ro trong xe, ở nhà Chê Rong như ngồi trên đống lửa. Chỉ sợ gã đàn ông đó ăn thịt Haji của anh. Ở đó hai người Haji chỉ đành lái xe vào một ngôi nhà trọ cũ. Bà lão chủ trọ xuất hiện bất thình lình phía sau. Cũng ít có dọa người lắm cơ, cũng may nơi này còn nhiều phòng, nhưng nhìn bà chủ như vậy thì ai mà ngủ cho được. Isang muốn chạy ra xe, nhưng bà chủ vừa quay đi đã lại xuất hiện chưa đồ cho họ thay, khiến cả hai không dám từ chối. Tưởng phòng trọ này kinh doanh theo hình thức tự phục vụ, nên Isang phải tự vác rìu lên núi chặt củi. Bằng một cách ảo ma nào đó, giữa trời giông bão tố anh đã mang về được một đống củi khô. Trẻ ra rồi nhóm lửa bập bùng ngoài sân, Haji chỉ việc ra ngồi sưởi té, đang chiêu thì bà chủ bưng đồ ăn chạy ra. Bảo phòng nào cũng sẽ được phục vụ đồ ăn hết, nên khách không cần thổi lửa nấu cơm đâu. Sao mới đầu không nói vậy đó, nhưng thôi lỡ đốt lửa rồi. Nên họ ngồi uống cà phê sưởi ấm ở đó luôn. Haji khen những bức ảnh của Isang rất ấm áp, hệt như anh vậy. Isang cũng tâm sự nhiều hơn, hồi nhỏ bố thường dẫn theo anh vào rừng, sở thích chụp ảnh cũng từ đó mà ra. Than đã tàn ai về phòng nấy ngủ, nhưng cả hai đều thao thức. Isang ra khỏi phòng một lúc rồi lại chui vào, kế tiếp đến Haji làm điều tương tự. Cô rất muốn nhắn tin gì đó cho Isang nhưng rồi lại thôi. Hôm sau trời đã nắng đẹp trở lại, Isang đã dậy từ sớm giặt giũ sạch sẽ. Haji cũng đi dọc theo đường làng tìm anh, thấy Isang đang lấp ló dưới cánh đồng bông cỏ. Isang liền ra hiệu cho cô im lặng rồi xuống đây, đến nơi mới biết Isang muốn bắt chọn khoảng khắc đàn chim bay. Haji cũng thích thú lấy điện thoại ra chụp, mà không biết ống kính máy ảnh của Isang đã hướng về phía cô. Đẹp, thật sự rất đẹp. Dưới ánh ban mai và gió nhẹ, Haji nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, trái tim cô cũng có chút rung động, khoảng cách hai người dần tiến gần nhau hơn. Isang lấy hết can đảm sắp chạm môi với Haji, nhưng đột nhiên lại thôi, anh ngại ngùng quay đi chỗ khác, bầu không khí rơi vào khó xử. Harry có chút hụt hẫng, trên xe trở về Isang liên tục ngập ngừng xin lỗi cô. Đến gần nhà Haji, cô lấy hết can đảm hỏi anh có bị BD không.
khiến Y Sang sượng chân. Anh hỏi cô mình không giống trai thẳng sao, biết mình đã lố lăng. Harry nhanh chóng xuống xe, về đến nhà cô bị giật mình bởi Chae Jong đang mặc đồ đen, ngồi đợi trước cửa không khác nào thằng ăn trộm. Anh bắt đầu chất vấn cô sao bây giờ mới về, có phải cả ngày hôm qua ở cùng Y Sang không? Haji chẳng quan tâm thằng bạn đang nói khùng nói điên, cô đi một mạch lên nhà. Cùng lúc này, Y Sang cũng đang cố trấn an bản thân, quên đi những cảm xúc vừa nảy sinh với Harry. Vào bữa ăn để thể hiện sự giận dỗi của mình, Chae Jong đã gắp mất quả trứng chiên của Harry, khiến cho cô rất bực tức. Mẹ ra thấy hai đứa cãi nhau vậy mà cũng nói, hai đứa mày rất hợp sao không về chung một nhà đi, khiến Haji chê rất chê. Ở trên công ty, đồng nghiệp của cô đang rất vui vẻ bàn tán về chuyến đi riêng của Harry và Y Sang, bắt đầu tưởng tượng ra cảnh hai người ở chung, rồi đám cưới sau này mà mừng thay cho các nhân vật chính. Còn Y Sang ngồi một mình cũng đang tự tưởng tượng ra cảnh ở trên cánh đồng, anh sẽ ôm lấy Haji rồi từ từ hôn cô, nhưng lại nhanh chóng tự xóa đi suy nghĩ đó. Haji tưởng tượng hiện ra, hỏi tại sao anh lại phải ngại. Y Sang giải thích, anh luôn dành một vị trí trong tim cho Haji, vậy nên nếu hôm qua hôn cô, anh sẽ giữ cô mãi ở bên cạnh mình. Haji cần bay nhảy thỏa thích, vậy nên nếu bị giữ lại sẽ gây cản trở cho cô. Harry tưởng tượng mỉm cười rời đi. Còn Y Sang thì nằm vật vờ cả ngày nhớ đến cô ấy. Trưởng phòng Kim không thấy bóng dáng anh ở văn phòng, liền chạy đến tận nhà lôi dậy đi làm. Phía khác, đồng nghiệp cũng cố ý nhờ Haji chụp ảnh sản phẩm giúp, mục đích là để đẩy cô đến văn phòng, tác hợp cho cặp đôi này luôn. Y Sang gặp Haji, anh nghĩ cô vẫn chỉ là Harry tưởng tượng của mình nên đã khua tay múa chân, nhưng sau khi chạm vào mới biết là người thật nên giật hết cả mình. Y Sang đang nghiên cứu công việc thì Haji vẫn đang đọc cẩm nang hẹn hò, nghiêng đầu 45 độ, môi hướng về phía anh ấy. Cô liền gọi Y Sang đến thực hành ngay, nhưng lại dọa cho anh sợ ngồi bật dậy. Sau đó cả hai cùng nhau đi phỏng vấn một cặp vợ chồng hiếm muộn ở bệnh viện. Đây là lần thụ tinh nhân tạo lần hai của họ rồi. Y Sang bắt đầu chụp ảnh họ, nhìn đôi bàn tay của cặp vợ chồng đan vào nhau, anh lại nhớ đến quá khứ, cũng là ở bệnh viện. Anh nắm lấy tay In A, nhưng khi bác sĩ thông báo gì đó, In A lại đau khổ đứng dậy, buông đôi tay anh ra. Hồi ức kết thúc, Y Sang cố gắng hoàn thành buổi chụp ảnh. Haji nhận ra tâm trạng bất thường của anh nên đến hỏi thăm. Đột nhiên anh lại hỏi ngược lại cô, giữa tình yêu và đứa con cô sẵn sàng chọn con bỏ người yêu sao? Nhưng Haji lại nói cả hai đều quan trọng với cô, vì một người 10 năm sống độc thân thực sự rất cô đơn nên tình yêu là một thứ quý giá. Chuyển cảnh, Haji đã trở về nhà, cô còn mang theo vòi tắm phù hợp với em bé tặng cho con của Chae Jong. Chẳng hiểu anh ăn gan hùm hay sao mà dám vòng tay giữ lấy vòi tắm, ôm luôn Haji từ phía sau. Đến khi cô bực bội chửi cho một trận thì Chae Jong lại chê cô đã 40 mà lùn hơn học sinh tiểu học, đợi cô khua vòi tắm để đấm vào mặt, anh mới chịu đưa con đi tắm. Haji cũng quay lại cả quá trình, cô nhận mình là cô ruột của con bé, nhưng Chae Jong lại nói cô chỉ là người lạ. Anh ngầm ám chỉ trong lời nói, thì tôi với cô đâu kết hôn hay là gì đó của nhau đâu, nhưng Harry vẫn không hiểu ý tứ của câu này. Vì chị trưởng phòng phải chăm con ốm nên gọi Haji lên làm việc thay. Cô lên đến nơi lại gặp giám đốc khó ưa, ông ta cũng chẳng ưa gì cô, liền hỏi sao còn đến công ty. Cô coi việc đình chỉ là trò đùa à? Sau đó ông ta ra lệnh cho mọi người phải báo trưởng phòng nộp bản báo cáo cho ông ta, sau đó không đoái hoài gì đến Harry mà rời đi. Biến cố cứ liên tục ập đến, từ lần đi mua tinh trùng của một tên lừa đảo mạo dâm, báo chí đã truy ra danh tính của Haji, văn phòng của cô liên tục nhận được những cuộc điện thoại hỏi có phải người trên báo làm việc ở đây không, khiến các đồng nghiệp vô cùng mệt mỏi. Y Sang biết tin cũng lập tức chạy đi tìm Harry, còn cô đã ra khỏi đồn cảnh sát. Vừa rồi cô đến là để tố cáo những bài báo bôi nhọ mình là đồng lõa với lừa đảo mại dâm. Thế nhưng khi đang nghe điện thoại với bạn thân, Haji luôn cảm giác có ai đó đang theo dõi mình. Trên đường về nhà, bóng người thấp thoáng sau lưng và từ hai bên hẻm dọa cho cô phải chạy thật nhanh. Lúc cánh tay ấy sắp tới được cô, thì ra là cả ba người Y Sang, Jae-um và Chae Jong. Ngồi trong quán ăn, cả ba người đều phủ nhận nói mình chỉ là đi ngang qua mà thôi, nhưng họ liên tục quan tâm Harry, khuyên cô không nên đọc những bình luận dưới bài báo ác ý đó. Đồng thời ở yên trong nhà đừng đi đâu cả, Harry nói mình chỉ muốn làm một người mẹ, nhưng sao báo chí lại xem cô như tội phạm thế. Nghe xong, cả ba người đàn ông đều dành nhau nói nếu Harry cần gì thì họ sẽ giúp hết mình. Đang nói chuyện vui vẻ thì chuyển qua tranh cãi xem ai mới đủ tư cách giúp Haji, khiến cô rất chi là tiền đình. Chưa hết, ăn xong cả ba còn dành nhau trả tiền, ai cũng nhận là mình giàu có, thế nên để mình trả cho bạn ơi. Mà không biết Harry đứng ở bên ngoài, bị ba người đàn ông say xỉn đi qua phát hiện, họ gọi to, cô nàng tinh trùng đây à? Khiến Harry vô cùng sợ hãi, cô bật khóc mắng họ vô nhân tính, vừa khóc vừa đánh vào người tên đàn ông vô duyên này. Ba người trong quán phát hiện ra Haji đang bị kẻ khác làm tổn thương, liền lập tức chạy ra ngăn cản, mấy kẻ say xỉn kia không biết sai, còn liên tục gọi Haji là kẻ điên, khiến cô tổn thương bỏ đi. Y Sang muốn cho tên say mất dạy trước mặt một đấm, nhưng hai người còn lại đã kịp ngăn anh, họ đi theo sát sau lưng Haji đưa cô về đến tận nhà. Jae-um còn chọc nữ chính cười bằng cách cho cô xem bức tranh anh phác thảo chân dung của tên đàn ông vô duyên lúc nãy. Cuối cùng Haji cũng bật cười, vào trong nhà Haji bế bé do An để bản thân bình tĩnh hơn. Đột nhiên Chae Jong lại hỏi cô có muốn kết hôn với anh không. Haji đơ ra vài giây, nhưng rồi cô lại nghĩ Chae Jong chỉ muốn có người trông con hộ anh nên nói thay vì hỏi vậy.
thì anh nên kiếm người trông trẻ đi. Chê Jong vẫn ngoan cố giải thích cho cô hiểu, tìm tinh trùng không hề dễ dàng, nhưng Ha Ji một mực khẳng định cô chỉ muốn có con chứ không cần đàn ông. Bên phía khác, mẹ Harry đang đi leo núi cùng các bà bạn thì một bà chạy đến nói con gái chị xuất hiện trên báo đó. Harry vốn làm bên tạp chí báo trẻ em, vậy nên mẹ cô không mấy bất ngờ, nhưng khi nghe bà bạn nói con gái chị là cô gái tinh trùng, chị hãy về nói với con bé đừng làm vậy nữa, không khác gì tội phạm cả, khiến bà vô cùng bực tức, lao vào solo một một với bà bạn thân vô duyên này. Con Ha Ji đang phải ngồi nghe cấp trên trách mắng, rõ ràng cô cũng chỉ là người bị lừa, nhưng họ bắt cô phải đăng bài xin lỗi đến độc giả. Chị quản lý ngồi bên cũng bất bình thay Harry, mà phải lên tiếng phản đối đăng bài xin lỗi, cô ấy là người bị hại, tại sao phải xin lỗi những người đã hiểu lầm cô ấy chứ? Ông cấp trên không chịu hiểu. Nếu cô không xin lỗi, để doanh thu của tòa soạn tiếp tục giảm thì cô sẽ bị sa thải. Nhìn mọi người mệt mỏi vì những cuộc điện thoại liên quan đến mình, Ha Ji dự định sẽ đăng báo xin lỗi thì mẹ cô đã quay trở về. Bà mắng cho con gái một trận, đừng nghĩ mình đã làm sai gì. Chỉ vì người khác đổ lỗi cho con không sai gì cả. Điều này đã tạo động lực cho Harry rất nhiều. Hôm sau lên công ty, cô đã thẳng thắn nói với trưởng phòng Kim, dù mình có viết bài xin lỗi hay không thì các nhà đầu tư cũng sẽ lấy cớ đó để rút quảng cáo khỏi công ty thôi. Thêm nữa, cô không hề làm gì sai, thế nên cô sẽ dùng sự chân tình để đổi lại cảm thông của khán giả. Tối đó, Ha Ji ở lại công ty, viết những sự thật đã xảy ra với mình. Cô bị hiến muộn, tỷ lệ mang thai chỉ 7% và bị lừa bởi kẻ bán tinh trùng. Bài báo đã được phát hành. Mẹ cô, Yi Sang, Chê Jong và mọi người đều đọc được những dòng tâm sự thật lòng của một người khao khát được làm mẹ ấy. Cảm động bởi nỗi khổ tâm của cô, Yi Sang đọc xong bài báo cũng tìm đến bác sĩ. Thì ra anh ghét trẻ con và bó buộc gia đình, nên bạn gái cũ mới rời đi. Giờ đây vì Ha Ji, anh quyết định thử một lần hỏi bác sĩ liệu có cách nào để tôi có con được không. Sau khi bài báo được phát hành, các đồng nghiệp đều vỗ tay tán thưởng sự mạnh mẽ của Harry, nhưng cũng vì thế mà cô và trưởng phòng phải lên văn phòng chủ tịch nghe chửi. Ông ta ra lệnh viết bài xin lỗi chứ không phải bài tâm sự. Ông chủ tịch hói tăng xông đến nỗi ném luôn giấy tờ vào mặt hai người, rồi cứ thế chửi té tát như mẹ mắng con. Ha Ji biết chắc mình sẽ bị sa thải rồi, nhưng chị quản lý lại nói cô ấy sẽ nghỉ việc để chăm con. Lựa chọn giữa gia đình và sự nghiệp không dễ, nhưng cô đã cống hiến cho công ty 15 năm rồi. Đã đến lúc dành thời gian cho con cái, vị trí của cô để trống thì không ai thích hợp ngồi vào hơn Ha Ji. Sau khi tâm sự xong cùng quản lý Harry trở về, trên đường cô gặp Yi Sang, hai người cùng nhau đi bộ thì lại gặp mẹ của anh. Nhìn con trai đã chấp nhận người phụ nữ khác khiến mẹ rất vui. Dù Yi Sang có muốn đưa mẹ về thì bà vẫn quay trở lại để nói chuyện với Harry, còn bắt lấy tay cô mừng rỡ, có thời gian rảnh thì qua nhà bác chơi nhé. Yi Sang ngại muốn độn thổ, vội vã kéo mẹ trở về thì Ha Ji nói lớn, dạ cháu thích anh ấy ạ, vậy nên bác đừng quá lo lắng. Khiến mẹ anh vui hơn bao giờ hết, còn Yi Sang lại đơ người. Khi mẹ đã lên taxi trở về, anh đã nghiêm túc nói với cô, đừng thích hay yêu ai đó quá dễ dàng, chúng ta cứ như bây giờ đi chứ đừng bắt đầu một mối quan hệ, nó thật sự rất khó khăn. Cô muốn có con nhưng tôi thì không thể, vậy nên tôi không thể chịu được khi làm trái tim cô đau khổ. Ha Ji nói mình có thể tự chịu trách nhiệm với trái tim. Nếu tôi vội vã quá thì xin lỗi anh, nói rồi cô rời đi. Tâm trạng Ha Ji tụt dốc không phanh, trở về cô liền rủ Chê Jong đi ăn lòng nướng uống rượu giải sầu. Cô đang tâm sự nỗi lòng và con đường tình duyên của mình thì Chê Jong nghe kiểu gì ra cô đang mập mờ với Yi Sang, anh liền hét lên hỏi cô ngủ với hắn rồi à. Khiến cả quán ăn giật mình, khi biết không phải anh mới an tâm uống rượu tiếp. Chê Jong muốn Ha Ji quên người đàn ông đó đi dù anh ta có là ai, nhưng cô vẫn cứ sầu đời không lối thoát. Biết mình đã kiếm Harry buồn, nên ngày hôm sau ở phòng chụp ảnh, Yi Sang đã nói cho cô chuyện tình ngày xưa của mình. Anh và bạn gái ở bên nhau rất lâu, thậm chí cả hai đã đính hôn, nhưng Yi Sang lại không muốn kết hôn. Vốn tưởng chia tay với bạn gái trái tim anh sẽ nguội lạnh, nhưng bây giờ anh đã rung động, nhưng lại cứ mập mờ khiến Harry hiểu lầm. Yi Sang nói đã suy nghĩ rất lâu và anh cảm thấy thích cuộc sống độc thân hơn. Ha Ji đã hiểu ý của anh, cô nói từ giờ cả hai hãy thoải mái với quan hệ đồng nghiệp. Bên phía cặp đôi Jae-um và phóng viên Choi, Jae-um đã đứng ra nhận toàn bộ trách nhiệm về lô hàng kem đánh răng hết hạn cho phóng viên Choi, thay cô hứng chịu chỉ trích từ trưởng phòng, khiến cô bắt đầu cảm động với chàng trai này. Cùng lúc đó, Chê Jong đã chạy đến tận công ty mời Ha Ji đi ăn cơm, thấy thằng bạn thân này tốt bụng quá khiến cô không quen, y như rằng là có chuyện. Chê Jong dụ dỗ Ha Ji kết hôn với mình, cô bắt đầu tưởng tượng ra cảnh khi kết hôn, Chê Jong nằm chảy thây xem TV, còn cô phải làm việc nhà tất bật. Thì sợ hãi không dám nghĩ tiếp, cô khuyên anh nên thuê người giúp việc thay vì đi dụ dỗ mình. Ở văn phòng, chị trưởng phòng đã nộp đơn xin nghỉ việc và nhường vị trí này lại cho Harry, nhưng ông quản lý muốn chị ở lại làm cho đến khi tìm được nhân viên thay thế, vì chủ tịch không hề thích Harry. Nghe đến đây, chị trưởng phòng tức giận, dùng đôi mắt chết chóc nhìn quản lý nói, ông hãy cứ sống với cái mồm suốt ngày nịnh nọt chủ tịch đi. Mặt khác, Harry đang đi trên phố thì bắt gặp Yi Sang ôm ấp vui vẻ cùng một cô gái khác. Rõ ràng anh ta nói là muốn cuộc sống độc thân cơ mà. Harry tức giận đi theo hai người vào quán cà phê, nghe họ trò chuyện vui vẻ. Cô không nhịn được mà đập mạnh ly cà phê xuống bàn tạo sự chú ý. Yi Sang thấy cô ở đây thì có hơi bất ngờ.
anh giới thiệu cho hai người phụ nữ làm quen với nhau. Cô gái kia đang làm diễn viên, cũng là bạn của Y sang tên Hyo. Hyo muốn nhờ anh chụp cho mình một bộ ảnh, nhưng lại nắm tay anh thật chặt, giữ thật lâu, khiến Haji vô cùng khó chịu. Về văn phòng, cô đã gạch tên Y sang ra khỏi sổ. Lúc này Jae-um tìm đến, cậu em đồng nghiệp nhiệt tình này. Bắt đầu nói liên hồi về việc mình sẽ cho Harry một ít tinh trùng để cô giải quyết nỗi lo và được làm mẹ. Thế nhưng bây giờ Harry không có mấy tâm trạng nên để chuyện đó lần sau nói. Mặt khác, ở phòng khám của Jae-jong, anh nhận được chậu hoa tặng khai trương của vợ cũ. Mẹ Harry thấy cái tên trên duy băng cũng nói anh mau vứt đi, tránh nhìn vào rồi lại cảm thấy đau lòng. Thì đúng lúc này cô vợ cũ kia xuất hiện, vì sắp đến sinh nhật một tuổi của con gái nên cô ta muốn cùng anh tổ chức cho bé tại nhà hàng. Tất nhiên Jae-jong không cho phép người phụ nữ ác độc đã vứt bỏ con cho anh chăm sóc này được quyền tổ chức sinh nhật cho con. Cô ta không chịu nuôi Jo-an mà chỉ gửi phí nuôi dưỡng. Hiện giờ Jo-an đã bập bẹ biết nói, nhưng con bé chỉ biết gọi bố mà không biết gọi mẹ. Thế nên cô ta không đủ tư cách. Jae-jong cũng nói ra sự hối hận khi đó của mình đã để cho vợ cũ chen vào mối quan hệ giữa anh và Haji. Ở công ty, mấy cô đồng nghiệp tốt khi nghe tin trưởng phòng hung dữ sẽ nghỉ liền rủ nhau đi ăn bánh gạo cay ăn mừng. Đến quán thì gặp Y Sang và trưởng phòng Kim cũng đang ở đây. Vì Harry và anh đã giao ước tránh gặp mặt nhau để cả hai thêm khó xử, thế nên Y Sang đã rời đi trước. Nhưng trước khi đi anh còn rót nước đặt lên bàn cho Harry. Cô lập tức đuổi theo anh, trưởng phòng Kim biết ý cũng đi trước. Harry nói anh biết tình cảm của cô dành cho anh và không thể chấp nhận nó, vậy nên cũng đừng làm những việc khiến cho cô dao động thêm nữa. Y Sang nói không phải là mình không có tình cảm với Haji, nhưng chứng ngại tâm lý và nỗi đau với người cũ cản trở anh, vậy nên xin lỗi cô. Nói rồi Y Sang quay gót rời đi. Haji không hiểu vì sao yêu mà phải rắc rối như thế, nên cô đã tìm đến đồng nghiệp tâm sự. Cô đồng nghiệp nói cô và chồng không cần có con. Vì con cái rất rắc rối, nhưng cô đồng nghiệp vẫn tôn trọng chuyện Haji muốn có con. Cô cười đùa hỏi Haji muốn kết hôn với anh bác sĩ hay Jae-um. Nhưng câu nói đùa ấy lại khiến Jae-um đứng một bên hiểu lầm là Haji muốn kết hôn với mình. Trong bữa tiệc chia tay với trưởng phòng, Harry luôn nhìn về phía Y Sang. Còn Jae-um thì nhìn cô, mọi người cười nói uống cho thật say. Tiệc tan, Haji giúp trưởng phòng dọn đồ ra xe rồi ôm chị ấy lần cuối. Cả hai cùng biết ơn vì những ngày tháng làm việc cùng nhau. Haji trở về thì mọi người đều đã say ngoắc cần câu, Jae-um cũng ngồi đừ một góc. Nữ chính vội chạy đến đỡ cậu ta ra xe, thì taxi trước mặt đã nhét chật cứng đám đồng nghiệp và phó giám đốc say xỉn rồi. Haji đành đỡ Jae-um ra ngồi chờ xe buýt. Cũng trong lúc này, Y Sang nhặt được quyển sổ đối tượng mà Haji đánh rơi ở chỗ chờ xe buýt. Cậu em Jae-um vì hiểu lầm Haji thích mình mà sợ vấn đề tuổi tác cản trở nên đã nói cô không cần lo về điều đó, khiến Haji chẳng hiểu cậu bé nói gì. Cho đến khi Jae-um ngồi trước mặt cô rồi bất ngờ hôn nhẹ lên môi, khiến Haji đứng tim. Cảnh này vừa hay cũng bị Y Sang đi đến nhìn thấy. Y Sang bỏ về, còn Haji tức giận đẩy ngã Jae-um. Cậu bị điên à? Cậu bé lúng túng hỏi, không phải chị thích tôi sao? Haji điên máu thật rồi, khiến Jae-um run rẩy vội vã bắt taxi. Cũng may ông trời thương cậu cho một chiếc taxi chạy đến kịp thời. Về đến nhà, Haji vẫn còn tức giận vì suốt 10 năm nay chưa ai hôn. Không ngờ giờ lại mở đầu bằng một cậu bé nhỏ tuổi hơn mình, nhưng chợt cô khựng lại, chỉ nhớ lúc này mới ập về, vào năm trước cô từng hôn Y Sang trong khi say xỉn rồi. Nhớ đến đây đôi chân Haji bùn rùn, đứng không vững ngồi bệt xuống bồn cầu, cú sốc này lớn quá đi. Cũng chính lúc này ở nhà Y Sang, anh đang tự nói chuyện với tượng đá, hỏi xem có nên mở cuốn sổ kia của Harry ra đọc không. Cuối cùng sự tò mò vẫn chiến thắng phép lịch sự. Y Sang bắt đầu lật từng trang ra xem thì bị sốc khi thấy dòng chữ người hiến tặng tinh trùng số 1 là Jae-um, còn người thứ hai đã bị gạch tên chính là anh. Sốc đến nỗi là rơi luôn quyển sổ. Ngày hôm sau ở chỗ làm, khi đi ăn trưa cùng đồng nghiệp, Harry xem được bản tin một người đàn ông bị phụ nữ quấy rối đến nỗi trầm cảm. Cô liền nghĩ đến điều mình làm với Y Sang, có phải do đó mà anh bị trầm cảm với tình yêu không? Đúng lúc này Y Sang cũng vào ăn cơm. Harry thấy anh thì liền chột dạ mà bỏ chạy trước, ra bên ngoài lại gặp cậu em đồng nghiệp đến xin lỗi. Cậu hiểu lầm Haji thích mình vì nghe cô nói chuyện với đồng nghiệp. Haji nói mình chỉ bàn về chuyện hiến tinh trùng mà thôi, ấy thế mà không hiểu sao một lúc sau, ba người đàn ông có tên trong sổ của Haji lại gặp mặt nhau. Y Sang biết Jae-jong bị đánh dấu tam giác, còn Jae-um thì được 2 sao. Jae-um hẹn hai người kia đến gặp mặt là vì anh muốn được xin lời khuyên để tỏ tình với Harry cho hợp lý. Anh thích cô ấy rồi, nghe vậy Y Sang lập tức dập tan ý định đó, còn Jae-jong lại nhiệt tình bày vài kế hoạch hoành tráng cho Jae-um, nào là nhảy rồi tặng hoa. Toàn những kế điên khùng vì anh ta cố ý mà, thế mà Jae-um cũng thật thà tin, còn nghiêm túc ghi chép lại. Đồng thời Jae-um cũng cho hai người biết, mình có số lượng tinh trùng nhiều gấp 10 lần người bình thường và đang định cho Harry một ít, khiến cả hai vô cùng sốc tâm lý. Y Sang cuối cùng cũng biết, thì ra đây là lý do Harry cho cậu ta hay sao, thế nên anh luôn theo dõi sát sao, mỗi khi Jae-um chạy đi hỏi Haji thích thứ gì. Haji luôn chẳng quan tâm, còn Jae-um thì cảm thấy lạnh đột ngột. Sau khi theo dõi chán chê rồi, Y Sang bắt đầu tìm cách trả lại quyển sổ cho Harry. Một lúc sau Haji cũng chạy đến phòng studio để tìm kiếm quyển sổ thất lạc của mình, đến nỗi suýt thì đổ đạo cụ vào người, cũng may Y Sang chạy đến đỡ kịp. Thế nhưng khoảng cách gần lại khiến cô giật mình đẩy anh ra, nhân tiện đây Harry cũng xin lỗi vì trong quá khứ đã cưỡng hôn Y Sang, nhưng giờ anh đã không còn khó chịu nữa.
còn hỏi cô một câu khó hiểu, cô xem tôi là đàn ông đúng chứ, khiến Haji phải về nhà suy nghĩ tại sao anh ta lại hỏi mình như thế. Bên phía khác, vì Jae-um quên liên hệ với nhãn hàng gửi sản phẩm, khiến nhiếp ảnh gia và phóng viên Choi phát điên, thế nhưng cô vẫn quyết định sẽ chở Jae-um đến tận công ty để lấy hàng. Cuối cùng buổi chụp ảnh cũng diễn ra thuận lợi, trong lúc nghỉ ngơi, phóng viên Choi đã hỏi Jae-um có muốn nói gì với cô không. Thì cậu cũng thật thà bảo mình sắp đi tỏ tình người đó, phóng viên Choi tưởng người đó là mình, nên cười thầm, dẫn Jae-um đến quán cà phê nói chuyện. Cậu bé tưởng bà chị này tốt bụng nên cũng thành khẩn hỏi cách tỏ tình sao cho thành công. Cô lập tức chỉ dạy tận tình, đừng tỏ tình ở nơi đông người hay là màu mè gì cả. Tôi chỉ cần một chiếc nhẫn mà thôi. Jae-um lập tức lên mạng tra giá nhẫn thì sốc nặng bởi vì nó quá đắt. Jae-um lo ví tiền, còn phóng viên Choi vẫn vui vẻ tưởng tượng ra cảnh được đeo nhẫn. Cùng lúc đó, Haji gọi điện báo tin cho Lee Sang biết cặp vợ chồng hiếm muộn kia đã thành công mang thai, cả hai cùng đến thăm họ. Nhìn dấu hiệu sự sống của đứa bé trên màn hình siêu âm, người vợ đã bật khóc, khiến Harry cũng cảm động theo. Lee Sang cũng thay họ chụp lại những khoảnh khắc hạnh phúc này. Harry tặng cho cặp vợ chồng may mắn ấy những món đồ chơi xinh xắn cho trẻ con. Người vợ cũng tặng lại cô tấm ảnh siêu âm của mình để truyền động lực đến Harry. Sau khi tạm biệt đôi vợ chồng, nữ chính trở về nhà để cùng đón lễ đầy tuổi của em bé Joan. Chê Jong không biết nên nấu ăn hay mua váy làm quà tặng con, khiến Haji phải đích thân thị phạm. Hai người cùng nhau dẫn Joan đi mua váy, tưởng họ là một gia đình, nên nhân viên cho biết họ được tặng phiếu giảm giá ăn nhà hàng, trị giá 100.000 won. Khiến Haji và Chê Jong lập tức hóa vai thành một cặp vợ chồng, ký tên nhận phiếu, thì Lee Sang từ đâu chui ra, vô duyên nói họ không phải vợ chồng đâu. Khiến cả hai quên một cục với cô nhân viên. Trong nhà hàng, Chê Jong và Lee Sang cố gắng cắt thịt thật nhanh để đưa cho Haji, và Chê Jong đã nhanh hơn một bước. Sau đó anh lại đòi Haji đút vì mình đang bế con. Thấy vậy Lee Sang lập tức thay cô đút cho Chê Jong, dễ gì mà qua được cửa ải này của ta. Thế nhưng khi quay trở về công ty, Harry thấy quyển sổ nhật ký của mình được để trên bàn thì hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cô lập tức chạy đến tìm Lee Sang, hỏi anh có phải đã xem nội dung trong việc nhật ký. Lee Sang thừa nhận điều đó, nhưng cũng không trách cô vì xem anh như đối tượng. Haji cũng ngại ngùng rời đi. Trưởng phòng Kim hỏi anh thích cô ấy như vậy, tại sao lại phải trốn tránh. Nhưng Lee Sang lại nói, mình không thích trẻ con, nhưng Harry lại đấu tranh để được trở thành một người mẹ, thế nên anh không xứng đáng với cô ấy. Pháo hoa cuối năm đã nổ đầy trời, Haji một mình đi ngắm pháo hoa, một phim quay phim chụp ảnh lại cảnh đẹp này vô cùng cô đơn. Cô đi lang thang trên đường thì lại bắt gặp Lee Sang cũng đang chụp ảnh, pháo hoa nở rộ trên bầu trời, xanh đỏ tím vàng đủ màu đẹp đẽ, nhưng người con gái đứng trước mặt anh còn đẹp hơn bao giờ hết. Khiến trái tim Lee Sang không khỏi rung động, vào khoảnh khắc đó anh đã quyết định một lần thử bước ra khỏi cái kén bấy lâu đã bao bọc bản thân, dũng cảm mà chấp nhận yêu Harry. Lee Sang từ từ đặt một nụ hôn lên môi Haji khiến trái tim cô dao động, những người ngồi xem pháo hoa gần đó, thấy vậy thì hò hét ủng hộ. Khiến hai người giật mình tách nhau ra, cả hai nhìn nhau ngại ngùng không thôi, ăn nói cũng lắp bắp không đâu vào đâu, chẳng câu nào hoàn chỉnh. Nhưng trong lòng đều rất vui, họ cùng nhau đi bộ về, trên đường đi cứ mỉm cười mãi. Về đến cửa nhà Harry, Lee Sang lấy hết dũng khí nói cho cô biết. Vừa rồi không phải là nhầm lẫn hay anh cố ý muốn cho cô dao động, mà là anh thực sự đã thích cô, sau đó ngại ngùng tạm biệt cô ra về. Haji vui đến nỗi ôm mặt mà cười, sau một giấc ngủ ngon, sáng dậy Harry tràn đầy năng lượng, cô cảm thấy mọi thứ hôm nay đều đẹp đến lạ thường. Cho đến khi thấy đống đồ bẩn của Chê Jong, không thèm giặt mà vứt trong giỏ đồ của mình, cả hai cãi nhau ra đến tận ngõ, thì gặp Lee Sang đã đứng đợi Haji đi làm từ sớm. Thấy hai người nói chuyện với nhau vui vẻ lạ thường, khiến Chê Jong bắt đầu lo lắng, anh lén đi theo sau xem họ dám giở trò gì. Nhưng càng xem càng bực bội nên đành quay đầu đi hướng ngược lại, vì không muốn bị mọi người trêu chọc nên Harry và Lee Sang quyết định giấu chuyện hẹn hò ở công ty. Nhưng nào ngờ ngay trên đầu đã có ba cái camera chạy bằng cơm đang quan sát nhất cử nhất động của họ. Ba cô đồng nghiệp lập tức chạy đến hỏi Harry tại sao lại nắm tay Lee Sang như thế, khiến cô phải kéo họ vào một căn phòng để tránh tin đồn lan truyền khắp công ty. Nhìn Harry hung dữ như vậy, ba cô cũng phải sợ hãi, thế nhưng họ đã nhanh chóng lấy lại thế thượng phong. Khi nhắc đến tin đồn hẹn hò của Harry để bịt chặt cái mỏ của ba chiếc camera này lại, Harry hứa sẽ mua đồ ăn vặt cho họ. Mấy chị em này khi nghe Harry đã xác nhận là thật thì hú hét còn vui hơn cả cô. Để có thể hẹn hò bí mật, cả hai đã dùng điện thoại để liên lạc với nhau, nhưng chỗ hẹn hò của họ lại bị một cặp đôi khác chiếm mất nên đành đổi địa điểm khác. Cũng trong lúc này, phóng viên Choi cũng thường xuyên tìm đến nói chuyện với Jae-um hơn, thấy anh đang ăn cơm hộp. Cô hỏi sao phải khổ sở vậy thì mới biết anh đang tiết kiệm tiền để mua nhẫn, nên thấy vô cùng cảm động, dẫn anh đi ăn bánh gạo cay. Đến nơi thì thấy hai người Haji và Lee Sang đang thân thiết nhéo má nhau, cô nhanh trí bảo hai người chỉ đang chơi trò chơi mà thôi. Đến tối, Chê Jong đã đợi Haji trước nhà, nhưng lại chứng kiến cảnh tượng cô đang nắm chặt tay Lee Sang, hai người đó còn ôm nhau. Đợi Haji đi vào, anh lập tức hỏi cô đang hẹn hò cùng Lee Sang sao. Haji cũng thừa nhận, thay vì chúc bạn trăm năm hạnh phúc thì Chê Jong lại chúc cô sớm chia tay. Sau khi yêu Harry, Lee Sang bắt đầu học cách lắng nghe bản thân nhiều hơn, và anh biết mình thích học làm đồ thủ công gia đình. Nhưng không ngờ lại đăng ký vào lớp học mà mẹ Harry cũng đang học. Thấy có người đàn ông trẻ tuổi trong này, bà cũng vô cùng kinh ngạc, nhưng sau đó hai người nói chuyện với nhau rất hợp.
Càng nói càng vui, cùng lúc này ở công ty, Harry nhận được thông báo về việc chức vụ của cô sẽ được ủy thác cho nhân viên mới mà công ty dự định tuyển vào tương lai. Cũng tức là khi nhân viên mới đi làm cô sẽ bị sa thải. Để bản thân được tôn trọng hơn, Harry quyết định nộp đơn nghỉ việc trước. Giám đốc mặt dày vẫn muốn giữ Harry lại làm cho đến khi tìm được nhân viên mới, nhưng cô nhất quyết say no, đừng hòng lợi dụng tôi nữa. Sau khi ra khỏi công ty, Harry lại đi uống cà phê ăn bánh cùng người yêu, như vậy thoải mái biết bao nhiêu. Isang cũng tặng cho cô chiếc móc khóa nhỏ xinh mà anh vừa làm được, khiến tâm trạng của Harry Potter lên nhiều phần. Còn chê Rong thất tình thì cả ngày cứ thơ thẩn khám bệnh cho em bé mà lại đặt tai nghe lên đầu bà mẹ, đã vậy còn quên mất thời gian đón con nên phải hớt hải chạy đi ngay lập tức. Đến nơi thì cô giáo cho biết có người đã đón bé rồi, cũng may đó là mẹ của Harry. Quay trở lại với nữ chính, đơn xin nghỉ việc của cô quả nhiên có tác dụng, cấp trên gọi điện báo lại, chỉ cần cô thu hút được độc giả trở lại thì sẽ giữ nguyên chức vụ cho cô. Tổ đội lập tức bắt tay vào công việc, triển khai kế hoạch thu hút độc giả. Ai cũng cố gắng hết mình, làm việc xuyên đêm. Ngày hôm sau, buổi gặp các bà mẹ đã được diễn ra theo đúng dự tính. Họ sẽ cùng chơi trò chơi đoán tên thương hiệu, các bà mẹ sẽ đấu với Haji, ai thắng sẽ giành được quà. Chương trình được ghi hình lại. Haji cũng bắt đầu cho các bà mẹ thấy trình độ hiểu biết thương hiệu em bé và cách chăm trẻ của mình, liên tục trả lời nhanh và chính xác nhất. Trò chơi kết thúc, Harry cũng dành ra thời gian tâm sự cùng các bà mẹ. Cô nói mình có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành này nên nhìn ảnh, tiếp xúc với thương hiệu hay nghe một bài hát nào cho em bé đều có thể nhận ra, hơn nữa chụp ảnh cho rất nhiều em bé nên cô có thể đoán được chính xác tuổi của các bé. Các bà mẹ ngồi phía dưới lắng nghe cũng cảm nhận được sự chân thành cùng tình yêu của người mẹ trong con người Harry nên đã chấp nhận tha thứ và quay trở lại ủng hộ tờ báo Baby của cô. Cũng trong lúc này, Chê Rong đang dẫn con gái đi chụp ảnh đầy tuổi thì vợ cũ cũng xách theo quà đến thăm. Chê Rong miễn cưỡng cho cô ta vào chụp chung một bức gia đình, lần đầu tiên được bế con gái trong lòng. Vợ cũ tỏ ra vô cùng bối rối. Chương trình của Haji diễn ra thành công tốt đẹp. Sau đó cô mang đồ vào kho cất thì lại gặp Jae-um từ đâu nhảy ra, dọa cho cô giật hết cả mình. Cậu ấp úng chuyện mượn tay của cô để thí nghiệm một chút, thật ra là để đo kích thước để đi làm nhẫn. Đã biết được kích thước khiến cậu ta vui như bố đẻ em bé. Ôi chàng trai khờ khạo tội nghiệp. Chuyển cảnh Haji đã trở về nhà, Chê Rong tức giận chất vấn cô vì sao lại gọi vợ cũ đến buổi chụp ảnh của con gái anh. Harry nói mình chỉ đang nghĩ cho bé Joan, cô muốn sau này khi nó lớn xem lại ảnh gia đình có thể biết mặt mũi mẹ như thế nào. Chê Rong hỏi Harry không phải lúc trước cô ghét việc tôi gặp vợ cũ à, cũng giống như giờ tôi ghét cô gặp tên Y Sang đó, khiến Haji không biết nói sao, may mà cô bạn thân còn lại đến. Ba người bạn ngồi ăn với nhau, Harry cho bạn biết mình đã có người yêu, nhưng cô sẽ giấu danh tính của người này từ từ mới tiết lộ. Cô bạn nghe xong vô cùng mừng, vì cuối cùng bạn mình đã thoát ế thành công, còn Chê Rong không cười nổi. Buổi tối, Haji và Y Sang lại tiếp tục gọi điện nói chuyện với nhau. Mới qua có vài tiếng mà hai người này cảm giác nhớ nhau như xa cả thế kỷ, đúng là có tình yêu vào cái khác ngay. Vì yêu Harry nên Isang quyết định anh sẽ phải có con cho bằng được, vậy nên đã gặp bác sĩ điều trị. Bác sĩ nói phải tiêm hormone 1 tuần 2 lần, tiêm trong 3 tháng. Quá trình sẽ rất mệt mỏi, nhưng Isang không quan tâm. Bên phía Haji, các độc giả cũng phản hồi tích cực về chương trình, càng ngày càng có thêm mẹ bỉm tham gia cộng đồng thèm mong. Ngay cả ông giám đốc cũng phải đến khen cô. Haji được phục chức, tan làm cô lập tức đem chuyện vui này nói cho người yêu nghe. Hai người ngồi bên bờ sông Hàn xến xúa nói yêu nhau. Hôm sau, Y Sang đặc biệt gửi hoa đến văn phòng, chúc mừng chuyện Harry được thăng chức lên làm trưởng phòng. Tối đó, chị em đồng nghiệp cũng quẩy tới bến ăn mừng. Sau đó chính thức bắt đầu chuỗi ngày yêu đương lén lút ở công ty của nam nữ chính. Người có tình yêu đúng là khác hẳn, năng lượng tích cực cứ phơi phới trong lòng trưởng phòng Haji. Thế là cô bắt đồng nghiệp phải tăng ca cùng mình. Sau khi xong việc, ai nấy đều đầu xù tóc rối, mệt mỏi như mẹ tám con, riêng Harry vẫn giữ nét mặt tươi phơi phới. Còn về Y Sang, vì ký hợp đồng theo giờ nên anh rất tự do về thời gian, sáng còn rảnh rỗi đi chạy bộ, thấy các bà ở công viên tập thể dục. Anh cũng muốn tham gia, thì gặp được bác gái nói chuyện hợp với mình không ai khác chính là mẹ Harry. Bà còn kéo anh ra ghế đá ngồi nói chuyện, càng nói càng muốn nhận con rể. Mặt khác, ở chỗ Chê Rong, vợ cũ của anh liên tục tìm đến, lần trước được bế con gái trên tay. Tấm lòng người mẹ đã trỗi dậy nên cô muốn cùng anh chăm con, nhưng Chê Rong đã chết tâm từ lâu, anh nói thẳng trong lòng mình đã thích người khác rồi. Thế nhưng cô vợ cũ lại nói, nếu Harry cũng yêu anh thì mình mới chịu từ bỏ, còn Harry khi nếm trải được mùi vị tình yêu cũng tươi tắn hẳn lên. Mẹ biết con gái đi hẹn hò nên trong lòng cũng được vui lây. Ông chú 40 và bà cô 39 nắm tay nhau tình tứ đi chơi chẳng khác nào những cặp đôi trẻ, nhưng mà đúng là tuổi già mắt kém. Y Sang chỉ mới đi cách xa có một chút để ngắm xe gỗ, khi quay trở lại anh đã không phát hiện ra Harry quay lưng ở một góc mà trực tiếp đi ngang qua cô. Harry sau khi chụp ảnh cho gia đình kia xong cũng chẳng thấy người yêu đâu nên chạy đi kiếm, mỗi người một ngả, cứ thế mà tìm nhau như những đứa trẻ ngốc. Y Sang gọi điện cho cô, nhưng trong đầu Harry đột nhiên nảy ra một ý, họ sẽ chơi trốn tìm, xem liệu rằng định mệnh có cho họ gặp lại nhau không. Cứ thế kẻ trốn người tìm và thật tự đã gặp lại nhau, khiến cả hai càng tin vào tình yêu của mình. Đi chơi đến tận tối mệt rồi thì ngồi nghỉ ở quán ăn ven đường. Y Sang lấy hết dũng khí giải thích cho Harry biết lý do mình ghét trẻ con, nhưng cứ nói đến đoạn anh không thích trẻ con là vì
thì mấy ông chú bán hàng lại cứ giao mực đây kem đây, khiến y sang cạn lời. Vì Harry vẫn muốn nghe nên anh định nói sự thật là mình khó sinh, nhưng đám trẻ lại chạy đến gọi ông chú, khiến nam chính không còn dũng cảm mà mượn lý do là vì mình già nên không thích trẻ con. Haji cũng chỉ cười trừ, cũng vì không dám nói sự thật nên y sang về nhà phải chút hết nỗi lòng với những người bạn đá của mình. Bên phía nữ chính, cô đang ngồi tâm sự với thằng bạn thân lầm lỡ trong tình yêu của mình, chê rong lại nói úp mở về chuyện cưới vợ khiến anh ấy bỏ lỡ đi cuộc đời thật sự của mình, đó chính là Harry. Không chỉ một người thích nữ chính mà cậu em đồng nghiệp ở công ty cũng dự định tỏ tình cô. Jeum hẹn Harry thứ bảy tuần này gặp mặt, khiến cô chẳng hiểu chuyện gì. Sau khi hẹn xong Harry, Jeum phải ra gặp mặt phóng viên Choi. Cô vẫn còn ôm mộng tưởng là cậu em này thích mình nên đã hỏi tường tận về gia phả nhà cậu, ở nhà thuê hay mua, má này đã tính đến chuyện kết hôn luôn rồi à? Cô nóng lòng hỏi cậu dự định tỏ tình khi nào. Jeum cũng tiết lộ là thứ bảy tuần này, thời gian đã đến thứ bảy, phóng viên Choi đi làm tóc thật đẹp. Còn Jeum cũng đến cửa tiệm mua nhẫn, khi cậu cầm được nhẫn trên tay và gọi điện hỏi Harry đang ở đâu thì bắt gặp cô đang tay trong tay tình tứ với Y Sang trong quán cà phê. Jeum lập tức tiến vào hỏi có phải hai người vẫn đang chơi trò chơi không, nhưng Y Sang lại nói chúng tôi đang hẹn hò. Trái tim mỏng manh của cậu trai trẻ bỗng chốc tan vỡ. Lần đầu thất tình nên Jeum chỉ biết đi lang thang, còn phóng viên Choi thì vẫn cứ ngồi đợi cậu ở quán cà phê. Cô ngồi chờ từ sáng sớm đến tối muộn, gọi điện mà Jeum không bắt máy nên bực tức đi về. Cũng trong lúc này, Chê Rong gọi điện thì biết được Harry đang ăn cùng Y Sang nên lập tức chạy đến đó. Đến nơi mồ hôi ướt đẫm, kính phủ đầy sương nhưng anh vẫn tỏ ra là mình ổn. Đúng là tình yêu đơn phương không dễ mà. Ăn xong Chê Rong phải về nhà, còn hai người kia lại tiếp tục đi hẹn hò. Và địa điểm chính là nhà của Y Sang. Hai anh chị này mờ ám lắm nha. Thế nên đạo diễn ngứa mắt, đang sắp hành sự thì tòa nhà lại phát loa nhắc nhở. Tòa nhà này đa số là trẻ em và thanh thiếu niên, vậy nên mong các dân cư sống lành mạnh, khiến vẻ mặt nam nữ chính sượng chân, họ cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng để có một đêm vui vẻ, nhưng loa cứ phát hoài, khiến cảm xúc tụt mút không phanh, thôi nghỉ chơi luôn đi. Thế là Harry quyết định dẫn Y Sang về nhà mình, nhưng bước đến cửa lại gặp Chê Rong cầm gậy ra chào, khiến Y Sang biết ý mà rời đi trước. Biểu hiện quan tâm đến Harry của Chê Rong đã quá rõ ràng, đến nỗi ngay cả mẹ cô cũng nhận ra điều này. Chê Rong cũng thành thật thừa nhận, nhưng giờ trái tim Harry đã chứa đầy hình bóng của kẻ nào đó rồi. Ở công ty, nữ chính và Y Sang có một buổi chụp ảnh chung, đứng sau tấm màn để chụp bóng. Harry đã nói với người yêu, cô khao khát kết hôn không phải vì muốn sinh con. Nhưng hiện tại sinh con là điều cấp thiết với cô, vì buồng trứng và khả năng mang thai tuổi càng cao sẽ càng giảm, thế nên cô ấy mới mong muốn đi kiếm tinh trùng. Vậy nên nếu được mang thai, cô muốn mang thai đứa bé của người mình yêu. Y Sang vô cùng khó xử, nhưng anh biết mình không thể giấu Harry nữa, nên ấp úp nói với cô, anh cũng yêu em, nhưng anh khó có thể sinh con, giờ mới biết người yêu bị vô sinh, nên Harry chưa thể chấp nhận được. Cô sốc đến nỗi phải bỏ ra ngoài để bản thân bình tĩnh lại, ế suốt 10 năm nay giờ mới có bồ, nhưng không ngờ anh lại vô sinh. Haji trở lại công việc nhưng cô cứ thất thần, như người trên trời mới xuống. Harry thường ngày tràn đầy năng lượng, nay lại như thế khiến đồng nghiệp không quen. Không riêng gì Harry, mà Jeum thất tình cũng đờ đẫn chẳng thèm quan tâm thứ gì, gặp phóng viên Choi đang tức giận tìm mình anh cũng chả để ý. Trong thang máy cô dè nhặt hỏi anh, thứ bảy xảy ra chuyện gì hay sao mà không đến, nhưng Jeum chẳng hiểu cô nói gì, phóng viên Choi thấy anh cứ ngập ngừng. Lại tưởng anh xảy ra chuyện thật nên đành bỏ qua vụ mình bị cho leo cây, thế nhưng khi thấy ánh mắt mà Jeum dành cho Harry, cô đã nhận ra người cậu ấy định tỏ tình không phải là mình. Jeum cũng đưa lại thùng hàng cho cô tự bê rồi rời đi. Phóng viên Choi sau khi biết được sự thật thì rơi vào trầm cảm. Nhìn đôi dép mà Jeum từng tặng, cô tức giận ném vào sọt rác. Mặt khác vì không thể chịu được sự bức bối trong lòng, nên Y Sang đã đi chạy bộ giải tỏa cảm xúc, nhưng không hiểu sao anh lại chạy đến trước nhà Harry, đúng lúc cô cũng đi ra. Nam chính nghĩ mình phải nói rõ với cô mọi chuyện, nên hai người đã ra quán cà phê. Y Sang kể, trước khi đính hôn với người yêu cũ, anh đã đi bệnh viện kiểm tra và phát hiện ra bản thân vô sinh. Hai người đã cố gắng cứu chữa tiêm hormone, nhưng 3 tháng sau kết quả vẫn vậy nên cô ấy đã bỏ anh đi. Từ đó gây ra tổn thương trong trái tim anh, giờ gặp lại Harry anh mới bắt đầu biết yêu trở lại. Harry nói anh nên cho cô biết sự thật này sớm hơn, để bây giờ cả hai không phải khó xử như vậy. Hiện giờ cô vẫn chưa suy nghĩ được gì nên đành rời đi. Ở công ty khi làm việc chung, Harry cũng trở nên vô cùng khách sáo và xa cách với anh. Y Sang không thể chịu được nữa nên đã chủ động nắm lấy tay cô. Anh nói mình sẽ cố gắng hết sức để chữa trị căn bệnh này, chỉ mong Harry sẽ không buông tay. Nhưng Haji đã đẩy tay anh ra vì cô biết một khi anh ấy tiêm hormone thì cơ thể sẽ vô cùng đau đớn. Nhưng kết quả thì không thể chắc chắn có chữa trị được bệnh hay không, nên Harry vừa không muốn người mình yêu đau, vừa không muốn bản thân phải hy vọng vào một thứ không chắc chắn, khiến Y Sang lần nữa suy sụp. Harry trở về nhà trong lòng buồn bực không thôi. Chê Rong nhìn ra tâm trạng khó chịu của cô, biết chắc chắn là do Y Sang gây ra, nên anh tức giận tìm đến tận nhà của tình địch, và rồi mới biết ra thế của người ta đúng là hơn mình nhiều phần. Chê Rong lớn giọng cảnh cáo Y Sang phải tránh xa Haji ra.
Anh không cần biết lý do hai người cãi nhau là gì, nhưng cô ấy đã buồn nên anh không được tiếp tục ở bên cạnh cô ấy nữa. Nhưng những lời cảnh cáo này đối với Yi Sang chỉ như muỗi bay vo ve. Sáng hôm sau anh lại tiếp tục đợi Harry ở dưới nhà thì gặp được mẹ của cô. Hai người lúc này mới nhận ra nhau là mẹ vợ con rể. Liền tay bắt mặt mừng vui như nhặt được vàng, chê rong dắt con đi nhà trẻ. Nghe mẹ Haji gọi tình địch là con rể thì trong lòng bực bội thể hiện ra mặt. Không muốn mất lòng cả hai nên mẹ Harry đã đẩy hai người đi chung, tiếp tục là những trận cà khịa cực căng. Đến từ vị trí của hai người đàn ông, hôm nay ở chỗ làm có cô diễn viên Hyo, bạn của Yi Sang đến chụp ảnh. Nhân cơ hội này nhóm của Haji muốn mời cô ấy phỏng vấn. Vì cô ấy đã có hai đứa con, mẹ bỉm nổi tiếng như vậy chắc chắn sẽ thu hút được nhiều người quan tâm, nhưng mời được cô ấy cũng không dễ. Nhiệm vụ khó khăn này được giao cho Harry. Lúc đầu Hyo không để ý lắm đến Haji, chỉ trả lời hời hợt và chủ yếu hỏi về mối quan hệ giữa cô và Yi Sang. Nhưng lúc sau Yi Sang đã nói thay cho Haji về những điểm tốt, kinh nghiệm và những hiểu biết về con nít của cô. Thật ra từ trước đến giờ mọi nhất cử của cô anh đều ghi nhớ. Cùng lúc này cô bạn thân cũng mang hai đứa bé đến đây chụp ảnh. Cô đã thấy được Yi Sang, nhìn người đàn ông đẹp trai cao lớn là người yêu của bạn mình. Bona cũng duyệt ngay lập tức, phóng viên Choi và Jeum cũng hợp tác trong lần chụp này và càng lúc phóng viên Choi càng thích cậu bé này. Xong buổi chụp, Bona ngồi nói chuyện với Haji thì mới biết cô xảy ra mâu thuẫn trong tình yêu. Haji kể về Yi Sang hệt như một vị cứu tinh của cuộc đời cô. Ấm áp và biết cách chăm sóc người khác, nhưng phải làm sao đây? Anh ấy cũng khó có thể có con giống mình, tụi mình phải làm sao đây? Càng nói Harry càng rơm rớm nước mắt. Cũng trong lúc này, Chê Jong bắt gặp Yi Sang đang đi lấy thuốc ở phòng khám vô sinh nam thì vô cùng bất ngờ. Thì ra đây là lý do hai người đó cãi nhau sao? Yi Sang bỏ đi, Chê Jong vội đuổi theo, vẫn là câu nói đó, hãy chia tay với cô ấy đi. Anh không có tư cách với cô ấy, nhưng lần này Yi Sang không nhẫn nhịn nữa vì không ai có thể xem thường tình cảm mà anh dành cho Haji. Anh nói chuyện của mình sẽ tự giải quyết, thấy không đã động được Yi Sang, Chê Jong liền đi về tìm Harry yêu cầu cô phải chia tay. Vì ước mơ của cô là làm mẹ mà, đừng vì cảm thấy có lỗi với Yi Sang mà từ bỏ ước mơ đó, để sống trọn với hai chữ tình yêu khiến cô cảm thấy nặng nề. Harry cũng không biết, giữa con cái và Yi Sang cô quan tâm thứ nào nhiều hơn. Đúng lúc này thì Yi Sang gọi đến và Harry đã lựa chọn đi gặp anh ấy để Chê Jong đứng đó. Yi Sang cầu xin Haji hãy cố gắng với mình, tin tưởng anh sẽ điều trị được căn bệnh vô sinh. Nhưng Harry sợ nếu cô cứ kỳ vọng vào nó, lỡ kỳ tích đó không xảy ra, thì cô sẽ bỏ lỡ mất khoảng thời gian mang thai, tỷ lệ có thể mang thai cũng sẽ giảm đi, nên cô lựa chọn từ bỏ quay gót bước đi. Nhưng rồi nhớ lại khoảng thời gian đẹp với Yi Sang, Haji nhận ra tình yêu cũng là một thứ kỳ tích mà, sao lại từ bỏ thế chứ? Thế là cô chạy vội đến ôm lấy anh. Hai người quyết định sẽ vẫn ở bên nhau và tin tưởng vào tương lai. Sáng hôm sau Yi Sang lại chạy bộ đến trước nhà Haji thì gặp được mẹ cô, giờ đã biết danh tính của mẹ vợ nên anh thân thiết với bà hơn. Dù bà đi chạy bộ của mình, thế nhưng hôm nay mẹ Haji phải lên dạy nhảy, lúc này Chê Jong cũng đi ra. Thế là hai người đàn ông cùng ra công viên tập nhảy với các bà, ai cũng cố gắng tập hết sức, làm lố làm lăng để thu hút sự chú ý của mẹ Harry, khiến bà vô cùng khó xử. Không biết nên chọn ai làm con rể, trở về làm việc Yi Sang nhìn những đứa trẻ, anh bắt đầu cảm thấy chúng thật đáng yêu, chứ không hề đáng ghét như mình vẫn thường hay tưởng tượng, thế nên cũng vô cùng muốn chữa lành bệnh để có một đứa con với Haji. Còn người có hai đứa con là Bona lại cảm thấy trầm cảm vì chuyện chăm sóc gia đình. Cô tìm gặp bạn thân tâm sự, Bona than thở cô rất muốn quay lại làm việc để thỏa mãn đam mê cống hiến cho nghề nghiệp của mình, nhưng nộp đơn không chỗ nào chịu nhận. Cô bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã kết hôn quá sớm, trong khi vị trí công việc chưa vững vàng, còn Haji thì không ngừng nghĩ đến việc muốn có con, cả hai người đều cảm thấy thật ghen tị với đối phương. Bona khuyên bạn hãy cứ yêu đương, đừng khiến mọi thứ nặng nề. Haji cũng cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng hơn vì có người cùng suy nghĩ với cô. Không chỉ Bona phiền lòng về chuyện con cái, mà cô đồng nghiệp cũng khóc lóc về chuyện gia đình. Hai người cứ thế than khổ trước mặt một người đang khao khát gia đình như Harry. Chẳng phải là đang muốn dập tắt ước mơ của cô ấy hay sao? Mặt khác, Yi Sang lén mua một sợi dây chuyền để bí mật tặng Harry. Anh may mắn mua chúng dịp cửa hàng đang khuyến mãi, nên được tặng một vé ở khu nghỉ dưỡng cao cấp. Thế nên khi đang đi dạo cùng Harry, Yi Sang đột nhiên hỏi cô có muốn nghỉ dưỡng với anh không? Nhưng lúc rút vé được tặng ra thì nó mắc vào túi quần. Thêm nữa anh lại nhắc đến chất tẩy rửa bồn cầu hôm bữa Haji tặng, khiến cô hiểu lầm là anh muốn trả lại chất tẩy rửa bồn cầu cho mình, nên tức giận bỏ đi, làm cho tối đó Yi Sang phải dành cả đêm để viết thư bày tỏ nỗi lòng mình. Nhưng khổ nỗi anh rất ngu văn nên chưa bức thư nào hoàn chỉnh. Cuối cùng sau 77-49 bức, cuối cùng anh cũng soạn xong văn để gửi lời xin lỗi đến Haji. Vốn chỉ giận dỗi để cho anh xin lỗi mình, nên sau khi đọc thư Harry vui vẻ ngay. Ngày hôm sau ở chỗ làm, Yi Sang cũng tranh thủ gọi đặt phòng luôn. Nhưng vừa đặt xong anh lại nghe đồng nghiệp của Harry nói, cuối tuần này bọn họ có một buổi dự thảo, khiến Yi Sang hụt hẫng ngang vì anh biết Harry là người của công việc, nên đành tặng lại chiếc vé cho trưởng phòng Kim. Sau đó Yi Sang cũng nhận được lời mời chụp ảnh vào cuối tuần của ông chủ quán cà phê. Quay lại văn phòng, trưởng phòng Kim mải mê nghe điện thoại nên lỡ làm đổ cà phê vào chiếc váy phiên bản giới hạn của phóng viên Choi.
để xin lỗi ông đã tặng cô lại chiếc vé nghỉ dưỡng. Phóng viên Choi vui vẻ chạy đi tìm Jae-um để tặng cho cậu, đang định mở lời nói cuối tuần này hai người sẽ đi. Thì Jae-um lại nói anh sẽ đem vé tặng cho bố mẹ mình, khiến cô trầm cảm ngang. Về lại phòng làm việc thì nghe thấy phó giám đốc đang rầu rĩ cãi nhau với vợ, nên một người nhân viên tốt như Jae-um đã tặng lại chiếc vé này cho ông, cầm chiếc vé chưa nóng tay. Thì phó giám đốc lại bị cấp dưới mắng vì làm sai báo cáo doanh thu, cô dọa sẽ lên mách giám đốc, khiến ông đành phải tặng lại vé để bịt miệng. Cô đồng nghiệp vốn đang cãi nhau với chồng nên đã đem vé tặng cho Haji, cuối cùng sau một hồi truyền tay, chiếc vé đã trở về với người mà vốn lúc đầu nó sẽ được tặng. Tan làm, Chê Rong vừa mua xe mới nên đến đón Haji luôn. Trên xe anh than thở về cuộc sống của mình vô cùng cô đơn. Con gái đã được một tuổi, phòng khám cũng đi vào ổn định, nhưng tâm trạng của anh luôn cảm thấy trống vắng, thế nên rủ cô cuối tuần đi chơi. Nghe vậy, Harry liền đưa tấm vé ra cho Chê Rong, bảo anh hãy dẫn vợ con đến đó nghỉ dưỡng một chuyến cho khuây khỏa. Nhưng Chê Rong nhắc lại là mình muốn đi cùng cô, khiến Harry khó xử. Lúc này Yi Sang cũng nhắn tin tới, cô liền nói Chê Rong dừng ở chỗ kia vì mình có hẹn, anh cũng chỉ đành dừng xe để cô đến gặp người khác. Gặp Yi Sang, tâm trạng của nữ chính tươi tắn ngay, anh than thở cuối tuần này mình có một chuyến chụp ảnh, vậy à, em còn định rủ anh đi chơi. Yi Sang thắc mắc, không phải cuối tuần em có hội thảo sao, nó bị hủy rồi mà. Haji cũng lấy ra vé nghỉ dưỡng được tặng cho anh xem. Nhìn tấm vé, Yi Sang thầm trách ông trời đúng là trêu ngươi, anh quyết định cả hai sẽ cùng đi nghỉ dưỡng ở đây, dù buổi chụp ảnh của anh có kết thúc muộn thì vẫn sẽ đi. Vì đây là định mệnh rồi. Đến cuối tuần, Harry đã dọn quần áo đến nơi nghỉ dưỡng trước. Cô cũng nhắn tin báo cho Chê Rong là mình sẽ không đi ăn cùng anh nên đừng đợi. Còn Yi Sang vẫn làm việc ở quán cà phê, nhưng anh đợi mãi mà người mẫu chưa đến. Harry ngồi một mình ở khu nghỉ dưỡng đợi đến tối. Chê Rong gọi điện hỏi cô đang ở đâu, thì biết được cô vẫn ở đó đợi Yi Sang. Anh lập tức lái xe đến đó. Lúc này Yi Sang cũng chụp ảnh xong nên cũng vội vã chạy xe đến điểm hẹn. Yi Sang đến nơi trước Chê Rong. Anh vào nhà trong sự nụ cười chào đón của Haji, còn Chê Rong chỉ biết đứng ở ngoài, lưỡng lự có nên gõ cửa hay không, và rồi đã lựa chọn rời đi. Yi Sang và Haji ở bên nhau một đêm, buổi sáng hôm sau là buổi sáng đầu tiên mà hai người đón bình minh cùng nhau. Yi Sang cũng tặng cho Harry sợi dây chuyền mà anh bí mật mua, khiến cô cười tít mắt. Sau đó họ cùng nhau ăn bữa sáng ngoài trời, rồi mới lái xe về. Lúc này ở nhà, người bố đã lâu không gặp bỗng nhiên tìm đến mẹ Haji để mượn tiền. Bà đưa cho ông gấp đôi số tiền và yêu cầu đừng bao giờ xuất hiện trước mặt mẹ con họ nữa. Ông ta vẫn chưa biết sai mà còn nói mình cũng là bố Haji. Một người bố sao, người đã bỏ rơi hai mẹ con cô trong ngần ấy năm. Cũng may Harry đã đến chỗ làm. Jae-um thấy cô liền lập tức chạy lại tặng nước lựu, khiến phóng viên Choi ở bên cạnh ghen ra mặt. Cô kéo cậu sang một bên hỏi vì sao lại thích Harry, mối tình đơn phương sẽ kết thúc không đẹp đâu. Nhưng Jae-um lại nói dù có là tình đơn phương thì mình vẫn sẽ thích Harry, cô ấy sẽ là ký ức đẹp của cậu. Nghe đến đây, phóng viên Choi nhận ra, chẳng phải cô cũng đang trong tình trạng như thế sao? Đôi dép Jae-um tặng mà hôm trước đã bị cô vứt đi, vẫn đang nằm trong ngăn bàn vì vốn dĩ cô không nỡ bỏ nó. Cùng lúc này ở phòng studio, Yi Sang đang tâm sự cùng trưởng phòng Kim về việc anh sẽ cầu hôn Harry như thế nào trong tương lai. Đầu tiên phải chuẩn bị nhẫn, nhưng lại không biết cô ấy đeo sai nào. Sau đó sẽ tổ chức đám cưới ở nhà thờ, nhưng lỡ đâu cô ấy theo đạo Phật thì sao? Cứ mải mê bàn tán mà không biết Harry và đồng nghiệp đã ở dưới từ lúc nào nghe hết. Mấy bà đồng nghiệp nữ bắt đầu phấn khích trêu chọc Harry, còn tâm trạng của cô thì vô cùng phức tạp. Lần đầu nghe người khác cầu hôn mình nên còn bỡ ngỡ không biết khi đó sẽ phải làm sao. Tan làm, Yi Sang đã đợi cô ở xe, anh nói mở cốp xe, khiến Harry hoảng loạn ngăn lại vì nghĩ một chùm bóng bay sẽ bay ra và anh cầu hôn cô, nhưng thật ra Yi Sang chỉ muốn lấy cây lau nhà để lau kính xe. Khi lên xe, cô cũng liên tục có nghiêng ra sau coi có bó hoa nào không, sau đó trong đầu nghĩ ra hàng trăm câu trả lời, em đồng ý hay được kết hôn đi. Khi Yi Sang muốn mở cốp phụ, cũng bị Haji ngăn lại vì nghĩ anh định lấy nhẫn cầu hôn, em chưa sẵn sàng, khiến Yi Sang không hiểu cô bị gì. Mặt khác, khi đã về nhà, Haji cố tìm cách nói chuyện với Chê Rong, nhưng anh luôn ngó lơ cô, nói gì cũng chỉ trả lời hời hợt. Chuyển cảnh ở công ty của Harry, các chị em đồng nghiệp đã giúp cô một tay để nói cho Yi Sang biết cỡ nhẫn của Harry, còn đưa cho anh một tờ giấy nói bọn họ sẽ giúp đưa ra lời khuyên về bối cảnh tỏ tình và nhận luôn việc tổ chức đám cưới, khiến Yi Sang chỉ biết bật cười. Sau đó, phóng viên Choi bắt đầu để ý Jae-um hơn, còn bày ra bộ mặt đáng yêu để mời anh đi ăn tối ở nhà hàng sang trọng, nhưng Jae-um ngốc nghếch lại tặng cho cô voucher giảm giá của đồ trắng miệng trên mạng, sau đó còn nhái lại bộ dạng đáng yêu, chúc cô làm việc vui vẻ. Phóng viên Choi vẫn không bỏ cuộc. Cô đi sát theo sau Jae-um, hỏi câu theo đạo gì. Khi biết Jae-um theo Chúa, phóng viên Choi anh muốn cậu chỉ cho mình cách làm dấu hay làm lễ gì đó, nhưng Jae-um chỉ bật cười từ chối, nói cô tự đi mà tìm hiểu rồi rời đi luôn, khiến cô hụt hẫng. Cùng lúc này bên phía Chê Rong, anh đã chấp nhận cho vợ cũ được ở bên con gái một ngày, anh dặn cô những thói quen và điều cần thiết khi chăm sóc con bé. Còn về Haji, cô đang cùng người yêu đi thăm cặp vợ chồng hiếm muộn kia, nhưng chỉ gặp được người chồng vì cô vợ đang mệt mỏi ở nhà dưỡng thai. Cặp đôi này đã chuyển động lực cho Harry và Yi Sang rất nhiều. Ra bên ngoài, Harry nói Yi Sang không cần cảm thấy có lỗi, nhưng anh lại nói trì hoãn việc phẫu thuật tử cung.
chắc chắn khiến cô phải chịu những cơn đau, nên không thể nào anh không tự dằn vặt. Trở về công ty, Harry lại phải đau đầu vì chủ tịch muốn tái cấu trúc và cắt giảm nhân lực của phòng Baby. Vì các quảng cáo và kinh phí thu về luôn sụt giảm, thế nên Haji phải cùng nhân viên tăng ca để nghĩ ra cách kéo lại hợp đồng từ các nhãn hàng. Mãi tối muộn cô mới về nhà. Gặp Jae-jong, hai người cũng xa cách chẳng nói câu nào. Haji tiếp tục ngồi làm việc thì đèn đột nhiên tắt, cô liền xuống nhà hỏi Jae-jong. Thì mới biết hôm nay sẽ cúp điện, nên cô chỉ đành ngồi nói chuyện cùng Jae-jong. Anh hỏi cô chưa từng rung động vì mình một lần nào sao, thì Harry nói có một lần đó là hồi cấp 2. Đột nhiên Jae-jong lại nói cô chính là tình đầu của mình và anh đã ngu ngốc bỏ qua những cơ hội để được hẹn hò cùng cô. Harry bối rối, nói họ đã trải qua rất nhiều chuyện trong đời rồi, giờ chỉ có làm bạn của nhau mới được ở bên nhau mãi mãi. Cuối cùng Jae-jong vẫn nói ra câu, tôi thích cô rất nhiều, không phải là để tỏ tình hay là làm khó Harry, mà anh muốn nói ra để lòng nhẹ nhõm hơn. Và kết thúc mối tình đơn phương này, Jae-jong mong bạn mình sẽ luôn hạnh phúc. Xong chuyện của Jae-jong, Haji lại gặp chuyện về bố. Mẹ cô phải đến bệnh viện chăm người chồng đã bỏ rơi bà 40 năm qua. Haji sau khi biết tin liền chạy đến, tức giận muốn lôi mẹ về. Cô hỏi mẹ giờ hai người đã thành người lạ rồi. Sao phải khổ cực chăm sóc cho ông ta như thế? Mẹ đành nói ra chuyện, ông ấy bị ung thư giai đoạn cuối rồi. Nhưng Harry chỉ nói nếu mẹ lo lắng thì hãy thuê người chăm sóc ông ta, đừng tự làm khổ bản thân nữa. Nhưng mẹ chăm sóc ông ta là vì Haji, bà không muốn cô bị người đời đồn là bất hiếu, bỏ rơi bố bệnh tật mà không chăm, và cũng không muốn sau này Haji phải hối hận vì không lo được cho bố mình. Nhưng cô lại nói trong lòng đã không có người bố này lâu rồi, nên cô sẽ không đau lòng khi ông ta chết, mà chỉ mong mẹ đừng tự làm khổ bản thân nữa. Nhưng nói thế nào thì mẹ vẫn giành lại đồ, rồi quay trở lại phòng bệnh. Nữ chính chỉ có thể bất lực đi về, Jae-jong âm thầm nhìn cô lướt qua mình, rồi lựa chọn gọi điên cho Yi sang đến đón cô. Haji ngồi vệ đường bật khóc. Nam chính đã đến ôm lấy cô, thấy anh Haji như một đứa trẻ càng khóc to hơn nữa. Ngày hôm sau anh đưa cô đến studio, cả hai cùng ngồi chụp chung một bức ảnh. Chỉ là chưa có đồ cô dâu chú rể mà thôi, đột nhiên Yi sang lại quỳ một gối, mang ra chiếc nhẫn cầu hôn, khoảng khắc này cuối cùng cũng đến. Lần đầu tiên bà chị được tỏ tình nên ấp úng nói không thành lời, làm ông anh tưởng mình bị từ chối nên đau trong tim. Nhưng ngay sau đó Haji đã lấy lại được bình tĩnh, cô chấp nhận lời cầu hôn, khiến Yi sang vô cùng vui sướng. Anh từ từ đeo nhẫn vào tay Haji, cô cũng đeo chiếc còn lại vào tay anh. Khoảnh khắc này cả hai tràn ngập hạnh phúc và tình yêu với đối phương. Ở nhà Haji, Jae-jong cũng bắt đầu thu dọn hành lý để ra ở riêng. Giờ đây anh đã là một bác sĩ kiếm được thu nhập nên không thể cứ bám víu lấy bạn thân hoài. Rất nhanh ba bà đồng nghiệp ở công ty đã phát hiện ra chiếc nhẫn trên tay Haji mà hét toáng lên kinh ngạc, rồi lại bắt đầu tiết mục hò reo vang dậy cả bầu trời. Sau khi về nhà, mẹ Haji và cả nữ chính đã phát hiện sự rời đi của Jae-jong, bỗng nhiên cũng cảm thấy căn nhà thật trống vắng. Khi Haji gọi điện cho mẹ thì biết bà vẫn đang ở bệnh viện chăm sóc người bố tồi, nên cô vừa tức giận vừa lo lắng. Nhưng dù có năn nỉ thế nào thì mẹ cũng không chịu về, vô tình nghe được cuộc điện thoại và biết được nỗi khổ tâm của người yêu. Nên sau giờ làm Yi Sang đã mang canh bổ đến cho mẹ vợ, khiến bà vô cùng cảm kích. Khi trở về anh lại chạm mặt Jae-jong, vừa đến. Jae-jong đã không còn phản đối chuyện tình của bản thân và Yi Sang, nhưng anh vẫn lo lắng hỏi liệu chữa trị rồi Yi Sang có thể có con lại được không. Nhưng Yi Sang không nói ra kết quả chắc chắn, mà anh lại bảo dù có 1% thì con người ta vẫn phải hy vọng, đã hiểu được sự quyết tâm của hai người. Jae-jong cũng chả nói gì thêm, anh đi vào phòng bệnh thay mẹ Haji chăm sóc bố cô để bà về nghỉ ngơi, còn Yi Sang thì đưa Haji về nhà. Anh muốn ở bên cạnh cô nhiều thêm một chút nên Haji đã cho phép anh vào nhà mình. Sau đó cô trổ tài bếp núc nấu cho người yêu ăn, ngồi trên bàn ăn. Lần đầu tiên Haji kể về chuyện gia đình mình cho Yi Sang, năm đó chỉ có mình mẹ nuôi cô, còn người bố thì lúc nào cũng cờ bạc bỏ bê gia đình. Thế nên mới sinh ra tâm lý muốn có con mà không có chồng của Haji. Đang nói chuyện thì Yi Sang làm đổ bát súp nóng lên áo khiến anh bị bỏng, vội vàng cởi áo ra, còn Haji thì chạy vào nhà tìm áo khác cho người yêu. Đúng lúc này thì mẹ cô trở về, bắt gặp cảnh tượng khiến bà hiểu lầm. Sau đó theo ý hiểu của mình, bà nói các con cứ tiếp tục rồi quay đầu ra ngoài. Sau khi Yi Sang về, hai mẹ con ngồi nói chuyện với nhau, Haji cho mẹ biết mình đã được cầu hôn, đồng thời tiếp tục khuyên mẹ đừng hao tâm tổn sức vì bố nữa. Dẫu con gái có nói vậy thì dù sao, đó cũng là chồng mình và bố của con, thế nên mẹ không thể không chăm sóc. Ở phía khác, phóng viên Choi càng ngày càng chìm vào lưới tình với Jae-um, đến nỗi chỉ phát hiện anh bị một vết thương nhỏ ở tay, đã cuống cuồng chạy đi lấy băng dính băng bó lại cho anh. Jae-um dù có ngốc vẫn nhận ra tình cảm của bà chị đồng nghiệp này dành cho mình, nên âm thầm mỉm cười. Vốn là một người lười đi làm việc xa, nhưng khi biết chuyến đi lần này có cả Jae-um, phóng viên cho lập tức xung phong đi ngay. Đồng nghiệp đã về hết nhưng Haji vẫn ngồi lại đó. Trong lòng cô có những suy nghĩ sâu xa, đó chính là về bố mình, liệu có nên tha thứ cho ông ta. Qua hôm sau cô vẫn quyết định đi gặp bố. Bố nói ông ấy đã phải chịu hình phạt, đó là sự cô đơn suốt những năm tháng vừa qua vì đã bỏ bê gia đình. Haji không nói gì, vì cô biết mình sẽ khóc mất, vì đau lòng và cũng vì tức giận. Sau buổi ăn, người bố còn đuổi theo Haji để đưa cô bó hoa tặng mẹ. Nhìn người bố chống nặng rời đi, rồi lại nhìn bó hoa Haji đã bắt đầu tha thứ cho ông. Cũng vào lúc này ở cửa hàng đồ cho bé, phóng viên Choi và Jae-um đã hợp tác thành công.
lấy được một đơn đặt hàng quảng cáo từ ông chủ để cảm ơn cô vì đã đi hỗ trợ cùng mình. Jae-um đã đưa phóng viên Choi ra biển hóng gió sau khi ngồi tâm sự về đủ thứ trên đời. Jae-um đột nhiên hỏi phóng viên Choi, cô thích tôi sao? Cô cũng gật đầu, nhưng anh chàng lại nói, bây giờ tôi muốn ở bên người tôi thích, chứ không phải người thích tôi, khiến phóng viên Choi vô cùng buồn. Quay trở về với nữ chính, tử cung của cô đang ngày một đau, bên phía Yi Sang cũng nhận được cái thở dài của bác sĩ. Lần điều trị này không có tác dụng rồi, phải thử thêm một lần khác thôi, khiến Yi Sang thở dài, vì càng kéo dài thì người yêu của anh càng đau đớn. Về nhà anh muốn gọi điện cho Haji, nhưng lúc này bụng cô đau quặn quại, cố gắng bỏ xuống giường để nghe điện thoại, nhưng lại làm bể chậu hoa gần đó. Tiếng động lọt tới tai Chê Rong, vừa về nhà để lấy đồ cho con, anh vội vàng chạy lên xem tình hình, phá cửa vào phòng bế Haji đi bệnh viện, Yi Sang cũng vội vã chạy đến bên người yêu. Bác sĩ đi vào thông báo một tin xấu rằng khối u đã to hơn dự tính của họ nên phải làm phẫu thuật càng sớm càng tốt, ai cũng rơi vào tâm trạng vô cùng nặng nề. Yi Sang phải nói cho Haji biết lần chữa trị này của mình không thành công, phải đợi 3 tháng nữa, nhưng anh không chắc kết quả có thể khá hơn. Bác sĩ nói dùng tỷ lệ thấp nhưng vẫn còn cơ hội sau khi phẫu thuật, thế nên Yi Sang khuyên cô hãy phẫu thuật. Sau đó anh cũng lấy hết can đảm, nói cho mẹ cô biết mình bị vô sinh, khiến người mẹ càng thêm lo lắng cho con gái. Về nhà bà đã lôi hết đồ trong tủ lạnh ra để nấu một bữa cơm ngon cho con. Dưới sự khuyên dạy của mẹ, Haji đã quyết định tiếp nhận phẫu thuật. Một khoảng thời gian sau Haji đã ổn hơn, cô luôn cố gắng tỏ ra mình vui vẻ trước mặt người yêu và chị em đồng nghiệp. Nhưng mỗi khi nhìn vào tạp chí có hình em bé cô lại bật khóc. Yi Sang đã mơ về một gia đình có Haji và con, nhưng hiện tại bất lực nhìn người yêu khóc. Trong bữa ăn tối, Yi Sang nói mình đã tiếp tục tiêm hormone, nhưng Haji lại bảo cô đã từ bỏ ước mơ có con, nên mong người yêu đừng chịu đau khổ nữa. Phía bên khác, Chê Rong đã chấp nhận cho vợ cũ gặp con nhiều hơn. Anh đã không còn hận thù và nghĩ cho tương lai của con gái, đồng thời cũng hiểu được sự mệt mỏi của cô ấy trước kia chăm con. Người phụ nữ nào sau khi sinh xong cũng sẽ rơi vào trầm cảm. Nhưng Chê Rong lại cứ nghĩ là vợ cũ vô trách nhiệm, trong chuyện này chính anh cũng mang một phần lỗi lầm, thế nên điều tốt nhất bây giờ là cả hai cùng tha thứ cho nhau. Dù không ở bên cạnh nhau nhưng cũng sẽ cùng chăm sóc con gái. Mặt khác, hôm nay phòng baby và phòng studio sẽ đi chụp ảnh và phỏng vấn một nhiếp ảnh gia là mẹ đơn thân. Cô ấy là người đã góp tiền cho hội bố mẹ đơn thân, nhưng không ngờ đến nơi, Yi Sang mới phát hiện ra đó là cô bạn gái cũ của mình, cô nhiếp ảnh gia cũng xuất hiện. Người cũ gặp nhau khiến cả hai rơi vào khó xử. Trong quá trình phỏng vấn, Yi Sang biết được cô đã tự mang thai và một mình nuôi con, nhưng điều ấy lại khiến cô vô cùng hạnh phúc. Sau đó Yi Sang và cô đã có một cuộc nói chuyện riêng, hai người đều đã trưởng thành, trải qua những thử thách của cuộc sống và đều có một cuộc đời riêng. Nên bây giờ gặp nhau cũng nói chuyện nhẹ nhàng hơn, lúc đó là ai có lỗi, Yi Sang không thể có con hay cô bạn gái khao khát một đứa con. Vậy nên tha thứ cho nhau mới là điều cần thiết để cả hai đều thoải mái. Sau khi nói chuyện với bạn gái cũ và biết dù có là mẹ đơn thân thì cô ấy cũng vẫn hạnh phúc vì đã có con, Yi Sang liền nhớ đến Haji, vậy nên anh lập tức trở về. Vào tối hôm đó, anh đã dũng cảm nói với cô, dù tỷ lệ thành công thấp nhưng em vẫn có khả năng có con, nên đừng từ bỏ nó vì anh, hãy chọn đứa bé và mặc kệ anh. Haji bàng hoàng vì đây chẳng phải là lời nói chia tay sao. Haji cho Yi Sang thời gian suy nghĩ kỹ vì lúc này họ đang rất yêu nhau, chả lẽ cứ thế mà rời xa nhau sao, thế nhưng biết người yêu vẫn còn do dự về mình. Nên Yi Sang đã lựa chọn rời đi. Ngày hôm sau Haji không thể gọi điện được cho anh, đến phòng studio mới biết anh đã xin nghỉ việc. Haji hoảng hốt chạy đến nhà tìm anh, nhưng căn phòng đóng cửa không có một ai, cô suy sụp khóc lớn. Haji đi lang thang trên đường như mất đi mục tiêu sống. Thật ra Yi Sang luôn đi theo phía sau cô, nhìn người yêu đau khổ anh vô cùng xót, nhưng anh biết mình phải rời xa cô để cô hạ quyết tâm có con. Đó mới là ước mơ đích thực của cô ấy. Đã 3 tháng trôi qua, Haji vẫn còn nhớ về Yi Sang, còn cậu em đồng nghiệp Jae-um vẫn luôn bên cạnh cô. Đi cùng Haji đến khắp nơi gặp các đối tác, từ sáng sớm đến chiều muộn, lúc nào cũng theo sát bên cạnh cô ấy, nhưng không phải là yêu đơn phương nữa, mà là hâm mộ một đàn chị mạnh mẽ. Và trong trái tim Haji vẫn chỉ có duy nhất hình bóng của Yi Sang. Haji đi dã ngoại cùng bạn thân, một người thì phiền lòng vì chuyện gia đình, một người vẫn còn đau trong tim vì tình yêu, cứ thế vừa nói vừa khóc. Đến tối Haji lại lang thang đến quán lòng nướng trước kia thì gặp Chê Rong cũng đang ngồi đó. Hiện tại anh và vợ cũ đã chia thời gian ra để chăm con, cô ấy cũng chuyển đến gần chỗ anh sống. Mọi thứ đều trở nên dễ dàng nếu chúng ta chấp nhận lỗi lầm và tha thứ cho người khác. Đồng thời Chê Rong cũng cổ vũ Haji cố gắng trong cuộc sống, dù có gặp bất cứ tình huống nào đi chăng nữa. Về đến nhà, Haji lại nhận được điện thoại của đồng nghiệp báo rằng cặp vợ chồng hiếm muộn sắp sinh con rồi, nên cô phải gọi gấp cho nhiếp ảnh gia của công ty để cùng mình đến chụp lại khoảnh khắc thiêng liêng ấy. Nhưng không ngờ người nhiếp ảnh gia mà công ty cử đến lại chính là Yi Sang. 3 tháng không gặp, giờ gặp lại vừa hận vừa thương. 3 tháng này anh đi đến khắp nơi, chụp những cảnh trong tầm mắt và sống như một người tự do, nhưng trong lòng không lúc nào nguôi đi nỗi nhớ Haji. Hôm nay Yi Sang trở về thăm trưởng phòng Kim, đúng lúc ông nhận được điện thoại của Haji, biết anh vẫn còn nhớ cô ấy rất nhiều, nên ông đã đưa lại đồ nghề của mình để Yi Sang thay mình đến chụp ảnh với cô ấy, dù bản thân là người lựa chọn ra đi. Nhưng vào thời khắc này anh không thể ngăn mình trở lại gặp cô ấy. Haji vô cùng ngỡ ngàng khi gặp lại người yêu.
nhưng ông chồng đã thúc giục hai người rằng vợ mình sắp sinh nên cả hai chưa kịp nói với nhau câu nào đã phải vội vàng chạy vào phòng cấp cứu. Người vợ dù đang rất đau đớn khi chuyển dạ nhưng vẫn hạnh phúc khi sắp được chào đón đứa con của mình, cô ấy sắp sinh rồi. Haji Isang và người chồng đều phải ra bên ngoài chờ đợi, thế nhưng bác sĩ chạy ra báo tin đứa bé đã ra đời nhưng rất yếu, còn người vợ thì mất máu phải đưa đến phòng điều trị tích cực, khiến người chồng rơi vào suy sụp. Còn Haji và Isang cũng lo lắng cho cả người vợ và tương lai của mình, họ cũng hiếm muộn giống cặp đôi đó. Liệu tương lai bi kịch này có lặp lại không? 3 tháng chưa gặp bao nhiêu nhớ nhung, nhưng cả Haji và Isang đều không biết nói với nhau thế nào. Haji mở lời trước nhưng cô chỉ nói về chuyện của cặp vợ chồng kia. Rất may anh chồng chạy ra báo tin vợ mình đã bình an tỉnh dậy, khiến tảng đá đè nặng trong lòng nam nữ chính cũng được gỡ xuống. Hai người an tâm trở về. Isang muốn đưa Haji về nhà nhưng cô từ chối. Nếu anh quan tâm em như vậy sao lúc đầu còn bỏ đi? Khiến Isang không biết nói sao, nhưng anh vẫn chạy theo về nhà Haji và nói ra câu anh rất nhớ em, vì anh sợ mình là nguyên nhân khiến cho em đau khổ nên mới rời đi. Nhưng Haji lại bảo, anh từng nói em đừng bao giờ bỏ cuộc, nhưng anh lại là người đầu hàng trước, tại sao vậy? Isang không thể trả lời, Haji cũng quay vào nhà, cả hai đều không thể yên lòng khi luôn nghĩ về đối phương. Gặp là chửi nhưng xa là nhớ, không thể tiếp tục chịu đựng điều này nữa, nên Haji đã chạy đến tìm Isang, cô hỏi anh cần bao nhiêu thời gian để có thể quay về bên cạnh mình. Anh cũng nói ra nỗi lòng, anh luôn nghĩ rời đi sẽ khiến cô sống tốt hơn, nhưng giờ mới nhận ra họ ở bên nhau mới là điều tốt nhất. Cuối cùng cả hai cũng có thể buông bỏ mọi giận hờn mà quay về bên nhau, và rồi chuyện gì nên làm cũng đã làm. Sáng hôm sau là buổi sáng thứ hai mà họ đón ngày mới cùng nhau. Trở về bên cạnh người mình yêu khiến cả hai như được hồi sinh tràn đầy năng lượng mới. Trên bàn ăn, Haji đưa cho Isang xem bức ảnh mà cặp vợ chồng kia gửi cho cô, trông họ thật hạnh phúc. Bây giờ đến lượt Isang mong có con đến nỗi tưởng tượng ra Haji trước mặt là một đứa trẻ, thế nên sau đó anh lại tìm đến bác sĩ để tiếp tục trị liệu, ra khỏi phòng khám gặp lại Chae-jong. Lần này hai người đã nói chuyện nhẹ nhàng hơn với nhau, Isang cũng đề nghị được làm bạn với Chae-jong. Đang đi dạo cùng nhau thì gặp mẹ Haji đang bị một người đàn ông quấy rối. Cả hai người đến dọa cho ông ta bỏ đi, nhưng lại bị bà chửi cho một trận, vì lâu lắm rồi mẹ Haji mới được người ta xin số điện thoại mời đi xem hòa nhạc. Vậy mà lại bị hai thằng con ngu ngốc này phá rối về cặp đôi Jae-um và phóng viên Choi khi cô ấy từ bỏ mối tình đơn phương để quyết tâm cho công việc. Thì Jae-um lại bắt đầu để ý đến cô và cảm thấy khi làm việc cô thật ngầu, đúng là theo tình tình chạy, chạy tình tình theo mà, vì việc kinh doanh của phòng Baby ngày càng giảm. Nên chủ tịch quyết định sẽ giải tán phòng này, các nhân viên sẽ được chuyển đến các bộ phận khác làm việc. Phòng Baby bị giải tán thì studio cũng không thoát khỏi cùng số phận. Nhưng Isang đã mang dự định nếu không làm ở đây nữa, thì sao mọi người không lập một công ty nhỏ riêng để tiếp tục đảm nhận vị trí mình yêu thích. Bên phía Haji, vì để giữ lại phòng Baby, cô đã cùng các chị em đồng nghiệp mở một cuộc họp, mời chủ tịch và các trưởng phòng khác đến nghe về sự cố gắng của phòng Baby và các giá trị mà nó mang lại cho cộng đồng mẹ bỉm chăm con. So với các đối thủ của công ty khác, phòng Baby cũng có lượt ủng hộ gấp đôi họ. Nhưng chủ tịch lại nói, tôi tôn trọng nỗ lực cống hiến của cô cho The Baby, nhưng lượt ủng hộ có cao đi chăng nữa mà không kiếm ra tiền thì cũng không thể duy trì, chúng ta phải đối mặt với thực tế. Nói rồi ông ta đứng lên rời đi, nhưng Haji vẫn muốn cố gắng một lần cuối. Cô năn nỉ chủ tịch xem đoạn video một người mẹ bỉm, mỗi lúc mệt mỏi sẽ đọc tạp chí The Baby, nhờ đó mà giảm bớt áp lực và có những cách chăm con mới cho cô ấy. Rõ ràng là những giá trị tinh thần mà phòng Baby mang lại là vô cùng lớn, khiến chủ tịch cũng phải bàn bạc lại với các lãnh đạo khác. Haji và đồng nghiệp đã cố gắng hết mình. Giờ họ chỉ có thể ngồi chờ phán quyết cuối cùng. Giám đốc nặng nề đến báo tin, ban chủ tịch hội đồng vẫn không muốn giữ lại phòng Baby, giờ họ chỉ còn một dự án cuối cùng. Thế nên tất cả cùng nhau cố gắng để cống hiến cho công việc này lần cuối. Mọi người cũng mời chị quản lý cũ về làm lần này. Sau khi làm xong, Haji cũng ngồi viết lại lời tạm biệt cuối cùng với độc giả của The Baby, những suy nghĩ tâm sự và tình cảm của cô dành cho tờ báo suốt ngần ấy năm qua. Sự cố gắng và nỗ lực của tất cả mọi người đều được cô trân trọng viết vào. Kết thúc công việc ở phòng Baby, Haji cũng quyết định mở một văn phòng khác cho riêng mình, cô cùng bạn thân làm việc, thực hiện mong ước được đi làm trở lại của cô ấy. Và người nhân viên đầu tiên mà họ thuê chính là Jae-um. Mối quan hệ của Haji và Chae-jong cũng thoải mái hơn với nhau. Họ lại trở về là những người bạn thân thiết. Sau khi ăn tối cùng Chae-jong và mẹ, Haji lại đến nhà Isang chơi. Thì ra hôm nay là sinh nhật của cô ấy. Isang tặng cô rất nhiều quà cho con nít, vì lượng hormone của anh đã tăng lên được mức trung bình, cũng tức là một tương lai tươi sáng được mở ra trước mắt họ. Tối đó anh đòi ngủ chung nhưng Haji không cho, chỉ là đùa một chút thôi. Rất nhanh cô đã mở cửa cho anh vào. Và họ làm gì thì tôi biết hết, không biết kết quả sẽ thế nào, đứa bé có xuất hiện không, nhưng Haji và Isang vẫn đang rất hạnh phúc bên cạnh nhau. Ngày tháng sau này cũng sẽ mãi như thế. Bộ phim hài lãng mạn đem đến cho chúng ta những khung bậc cảm xúc và giải trí cao. Tình yêu chỉ đơn giản là ở bên nhau, đừng để thứ gì xen vào, hoặc chúng ta quá cưỡng cầu một điều khó có thể có được, thì chắc chắn sẽ hạnh phúc. Đồng thời cuộc sống hôn nhân cũng không dễ dàng, thế nên đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn. Bộ phim đến đây cũng kết thúc rồi. Nếu thấy hay thì hãy cho chúng mình một like và đón chờ những bộ phim tiếp theo nhé!